Thưa các bạn, bác sĩ đang tham dự hội nghị xu hướng mới trong điều trị tim mạch 2020. Trong buổi trưa hôm nay chúng ta có một cái lên symposium với cái sự tài trợ của công ty AstraZeneca. Chủ đề của phiên báo cáo này đó là chúng ta bảo vệ bệnh nhân tim mạch của chúng ta như thế nào. Trước khi mà bệnh nhân có những cái biểu hiện ra bệnh lý thì chúng ta đã phải bảo vệ người bệnh của chúng ta rồi. Và sau đó khi mà người ta bị những cái biến cố, ví dụ như là đột quỵ, ví dụ nhồi máu cơ tim, thì chúng ta càng phải bảo vệ chặt chẽ hơn nữa. Và cái chuyện chặt chẽ đó chúng ta sẽ thể hiện như thế nào? Thì đó là cái chủ đề chính của chương trình hội thảo buổi trưa hôm nay của hội nghị xu hướng mới trong điều trị bệnh tim mạch 2020. Trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ có ba cái báo cáo. Một là báo cáo về chúng thấy là những cái phát hiện thông qua những cái nghiên cứu chúng ta đã làm thay đổi cái thực hành lâm sàng của chúng ta như thế nào. Đặc biệt là những cái nghiên cứu mà nó đánh vào cái dự hậu tim mạch, nó sẽ làm thay đổi cái thực hành lâm sàng của chúng ta. Bài báo cáo thứ hai là nói về việc là chúng ta phải bảo vệ một bệnh nhân sau cái cơn nhồi máu như thế nào. Và bài báo cáo thứ ba đó là chúng ta phải làm sao đó phòng ngừa sớm những cái biến cố tim mạch cho những cái bệnh nhân bị bệnh tim mạch cũng như chuyển hóa rất là thường gặp trong cái đời thường của chúng ta. Và cuối cùng chúng ta sẽ có phần thảo luận. Theo thiết kế của chương trình thì cứ sau mỗi bài báo cáo chúng ta sẽ dành khoảng 5 phút để mà chúng ta trao đổi nhanh để cho quý vị có thể là cập nhật ngay, bình luận ngay, chia sẻ ngay với chúng tôi những cái suy nghĩ của các anh chị, cũng như là chúng ta cùng nhau giải đáp những cái thắc mắc mà chúng ta chưa có giải quyết được trong cái thực hành lâm sàng của chúng ta. Để bắt đầu chương trình thì tôi sẽ xin báo cáo bài báo cáo đầu tiên, nói về những cái phát hiện trong những cái nghiên cứu mà dự hậu tim mạch đã làm thay đổi cái thực hành lâm sàng của chúng ta như thế nào. Thưa quý vị bác sĩ, chúng ta có một cái loại thuốc mới, đó là thuốc ức chế SGLT2. Những phát hiện của nó trong vài năm gần đây đã làm thay đổi thực hành lâm sàng của chúng ta rất nhiều. Chúng ta hãy quay lại thế kỷ 19, khoảng năm 1835 đó, chúng ta thấy là người ta đã chiết xuất được một cái loại chất gọi là fluorine từ trong cái vỏ cây táo. Và chỉ vài mươi năm sau đó thì người ta biết rằng cái chất này nó gây ra được một cái tác dụng là làm cho những con chó mà thực nghiệm đó nó đi tiểu ra protein, đi tiểu ra cái chất đường glucose. Và mười mấy năm sau thôi thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà dùng cái loại thuốc này gây ra việc tiểu ra cái chất đường của những con chó đó, nó làm thay đổi được huyết áp của những cái con vật mà chúng ta thực nghiệm như vậy. Đó là cái phát hiện đầu tiên cho chúng ta thấy phát hiện ra được một cái chất nó thuộc cái nhóm SGLT2 đó, từ cái vỏ cây táo. Và trải qua 176 năm như thế này đó, cho đến năm 2008 và đặc biệt đến năm 2012 thì chúng ta thấy là cái nhóm thuốc mà từ cái chất này đó nó mới được đưa vào sử dụng trên lâm sàng để mà chúng ta điều trị cho những cái người bệnh nhân đái tháo đường type 2. Ví dụ chúng ta có dapagliflozin, chúng ta có EMBA, chúng ta có CANA. Những cái loại chất đó chúng ta sau một quá trình theo dõi rất là lâu, cả 176 năm như vậy thì chúng ta mới bắt đầu đưa vào sử dụng trên lâm sàng. Như vậy cái loại chất này khi mà nghiên cứu nó, người ta phát hiện ra những cái điều, cái phát hiện sớm nhất mà đầu tiên nhất là nó có một cái cơ chế rất là độc đáo. Chúng ta biết rằng nó tác dụng vào trong ống thận để mà nó làm thải ra cái chất đường, và khi mà thải ra đường ở trong nước tiểu như vậy đó làm cho đường trong máu chúng ta nó giảm xuống, và cái cơ chế này nó lại độc lập với cái nồng độ insulin trong máu, sự tiết insulin trong máu. Dù cho có tiết insulin, dù cho nồng độ insulin có đủ hay không thì với cái chất này nó vẫn làm chúng ta tiểu ra chất đường và từ đó làm hạ đường huyết. Đây là một cái cơ chế rất là độc đáo.
chúng ta nhớ lại tất cả những cái loại thuốc đấy điều trị đái tháo đường khác, hạ đường huyết khác á, thì nó phụ thuộc vào cái insulin. Ví dụ như là metformin, chúng ta thấy thì cái loại thuốc đó nó làm cho cái mô chúng ta bớt cái đề kháng với insulin, hoặc là những loại thuốc chúng ta sẽ kích thích tụy để mà tiết ra nhiều insulin hơn, nó là phụ thuộc insulin. Nhưng mà cái chất mà chúng ta thấy SGLT2 inhibitor này đó, nó giúp chúng ta đào thải glucose, làm giảm đường huyết, nhưng mà nó hoàn toàn không phụ thuộc vào insulin. Như vậy nếu mà chúng ta phối hợp giữa hai thứ thì chúng ta thấy cái hiệu quả nó sẽ tăng lên nhiều. Một thứ thì chúng ta phụ thuộc insulin, một thứ không phụ thuộc insulin. Nếu chúng ta phối hợp những loại thuốc này thì cái hiệu quả hạ đường trong máu của chúng ta rất là tốt, là hay là gọi là giảm được HB1C. Chúng ta coi cái hiệu quả mà giảm được đường huyết, giảm được HB1C của cái loại thuốc ức chế SGLT2 này như thế nào. Thì khi mà so sánh với những cái loại thuốc khác, ví dụ như metformin sẽ giúp chúng ta làm giảm HB1C từ 1 đến 2%, thì đây chúng ta cũng thấy cũng gần là 1 đến 2% chứ không phải ít hơn. Giảm đường huyết lúc đó chúng ta thấy cái biên độ nó ít lắm, từ 1,2 đến 1,7 mg trên decilit, trong khi những cái khác chúng ta thấy cái biên độ nó thay đổi nhiều. Đó là cái đặc điểm và cũng như là nêu lên được cái hiệu quả kiểm soát đường huyết của loại thuốc này. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cái phát hiện thứ nhất đó không quan trọng bằng cái phát hiện thứ hai. Phát hiện thứ hai là chúng ta thấy rằng đây là một loại thuốc dùng để điều trị đái tháo đường, nhưng mà cái lợi ích nó mang lại lại ngoài mong đợi, là chỉ hạ HB1C như là một số loại thuốc khác, mà nó lại có tác dụng tốt, cải thiện được tiên lượng của người bệnh, có thể cải thiện được tiên lượng, cả tiên lượng mắc bệnh và tiên lượng tử vong do bệnh lý tim mạch nữa, cải thiện được cái dự hậu về tim mạch, cải thiện được dự hậu về thận. Ví dụ như qua ba công trình nghiên cứu mà chúng ta thấy ở đây, tức là DECLARE, CANVAS hay là EMBARK outcome như thế này đó, thì chúng thấy ba công trình nghiên cứu này tác động trên những cái đối tượng người bệnh từ có nguy cơ thấp cho tới nguy cơ cao hay là nguy cơ rất cao, thì chúng ta thấy là nó đều làm giảm được MACE, là những cái biến cố chính của bệnh lý tim mạch chúng ta, nó giảm được tình trạng suy tim phải nhập viện, nó giảm được những cái tiêu chí về thận, nó có tác dụng bảo vệ thận. Ba loại thuốc này nằm trong cái nhóm mà ức chế SGLT2 đó, nó mang lại cái lợi ích cải thiện được tiên lượng, cải thiện được những cái tiên lượng chung tử vong, những tiên lượng về tim mạch và những cái tiên lượng về thận. Vậy đây là một cái phát hiện rất lớn, chúng ta thấy từ những năm 2015 tới bây giờ, đây là một cái hiện mà chúng ta thấy ghi nhận rất lớn trong những năm gần đây. Chúng ta thấy cái việc mà nó cải thiện được tiên lượng này đó, chúng ta thấy cải thiện được nhập viện vì suy tim, cải thiện được những cái outcome về thận và cải thiện về được những cái tỷ lệ tử vong cho những cái bệnh nhân thận, ngay cả có thể là cải thiện được những tỷ lệ tử vong chung cho những bệnh nhân mà đái tháo đường được điều trị bằng thuốc này, thể hiện qua những cái công trình nghiên cứu mà chúng ta thấy EMBARK outcome, CANVAS hay DECLARE, tất cả cái này chúng ta thấy nó đồng nhất trên mọi phân tầng, nguy cơ từ nguy cơ thấp, nguy cơ cao, nguy cơ rất cao đều cải thiện được hết, chứ không phải riêng là một cái loại nào thôi. Đặc biệt là trong cái nhóm thuốc ức chế SGLT2 này, chúng ta thấy là nó cải thiện được cả tỷ lệ tử vong do tim mạch và tử vong do mọi nguyên nhân nữa. Vậy đây là một cái phát hiện rất là đặc biệt trong cái điều trị đái tháo đường của chúng ta. Tổng kết tại ba cái công trình nghiên cứu này thì chúng ta thấy giảm cái biến cố tim mạch gọi là 3P mà MACE, nó hoàn toàn tương đồng giữa những cái loại thuốc này. Vậy cái đặc tính của nhóm thuốc này nó trải dài và trên những cái đối tượng nguy cơ cao, nguy cơ thấp, nguy cơ trung bình, và tất cả những loại chất này đều thể hiện được cái điều đó. Ví dụ như là dapagliflozin đó, chúng ta thấy trong cái công trình nghiên cứu DECLARE, nó làm giảm được 27% cái nguy cơ mà xảy ra suy tim mới mắc, có nghĩa là những người bệnh đó nếu mà không có xài thuốc này thì sẽ diễn tiến đến suy tim và phải nhập viện, thì với điều trị bằng dapagliflozin đó thì 27% giảm được 27% nguy cơ xảy ra cái suy tim mới mắc. Trên kết cục thận thì chúng ta cũng thấy như vậy, làm giảm được 47% kết cục thận. Kết cục thận đó là gì? GFR người ta giảm 40% so với lúc đầu, hoặc là tiến đến bệnh thận giai đoạn cuối phải chạy thận, hoặc là phải tử vong do cái bệnh thận. Thì chúng ta thấy rằng những cái chất ức chế SGLT2 chúng ta đều giải quyết được những vấn đề này, đặc biệt là dapagliflozin. Và khi với những cái kết quả như vậy đó, tác động được trên tiên lượng tử vong chung thì tử vong tim mạch, tác động được trên thận, trên tim như vậy,
thì liên tục chúng ta thấy là có những cái guideline, những cái khuyến cáo thực hành lâm sàng xuất hiện, ví dụ như là guideline về tim mạch của Hội Tim Châu Âu, guideline về điều trị suy tim, guideline về điều trị suy tim của ESC, guideline về đái tháo đường, vân vân. Tất cả những guideline này đều ghi chú những cái loại thuốc ức chế SGLT2 này trong cái việc mà điều trị những cái bệnh lý liên quan đến tim mạch, liên quan đến bệnh lý đái tháo đường. Phát hiện thứ ba cũng rất là đặc biệt, rất là đặc biệt. Chúng ta thấy rằng là những cái loại thuốc ức chế SGLT2 này cho chúng ta thấy lợi ích đó, trên tim mạch, trên cải thiện thận và cải thiện tỷ lệ tử vong rõ. Nhưng mà điều chúng ta thấy một cái điều khác nữa là triển khai được cái tác dụng của nó rất sớm, có nghĩa là không chờ những cái người này bị những cái tình trạng nặng rồi chúng mới cải thiện, mà chúng ta thấy rằng ở những bệnh nhân này chỉ mới vừa có yếu tố nguy cơ tim mạch thôi, ví dụ như là tuổi cao thôi, có tăng huyết áp, có hút thuốc lá, có béo phì vân vân, thì nó đã được cải thiện rồi. Ví dụ như trong cái công trình nghiên cứu DECLARE này, chúng ta thấy đến 60% bệnh nhân, 60% là ở cái nhóm mà thuộc loại nguy cơ thấp đó, chỉ mới có các yếu tố nguy cơ thôi, chưa có những cái biểu hiện của bệnh lý tim mạch do sơ vữa, thì nó đã có tác dụng tốt rồi. Đó là trong công trình nghiên cứu DECLARE TIMI-58 cho chúng ta thấy điều đó. Và cái việc mà nó tác dụng trên những cái người chỉ mới có yếu tố nguy cơ mà nó đã giảm được tình trạng suy tim, giảm được tình trạng tử vong do tim mạch, thì nó rất là phù hợp với cái phổ mà những bệnh nhân đái tháo đường. Chúng ta thấy trong công trình nghiên cứu mà này thì chúng ta thấy ở những người mà đái tháo đường mà chúng ta phát hiện ra mà sau 40 tuổi đó, thì những người này đều có rất nhiều người bị tăng huyết áp, rất nhiều người bị rối loạn mỡ trong máu. Như vậy chỉ cần đái tháo đường xong tới hai yếu tố nguy cơ thôi, đó là rối loạn mỡ trong máu và có tăng huyết áp, thì nó đã nằm trong cái phổ tác dụng được của những cái thuốc ức chế SGLT2 này, và nó mang lại lợi ích. Như vậy thì chúng ta thấy một cái số người bị đái tháo đường hưởng lợi trong cái những công trình nghiên cứu này rất là nhiều. Như vậy thì nó tác động vào giai đoạn rất sớm, chỉ mới thấy có những cái yếu tố nguy cơ thôi thì đã có được tác dụng tốt rồi. Và tiến trên cái con đường mà tiến triển của những yếu tố nguy cơ đó, khi mà có những biểu hiện của bệnh lý tim mạch rồi thì nó cũng tác dụng tốt luôn. Thì một cái câu hỏi là khi mà nó đã tiến triển nhiều như vậy, dẫn đến tình trạng suy tim, dẫn đến tình trạng có bệnh thận rồi, thì cái loại thuốc mà ức chế SGLT2 của mình nó tác dụng như thế nào? Và cái điều đó sẽ được trả lời ngay cho đây thôi. 2019-2020 chúng ta đã có những công trình nghiên cứu để cho thấy rằng là những bệnh nhân nào mà tiến triển trễ rồi, chậm rồi, muộn rồi, thì cái thuốc này nó vẫn có tác dụng tốt, cải thiện được dự hậu cho những bệnh nhân này. Và cũng thông qua chuyện đó chúng ta có được một cái phát hiện thứ tư, đó là ngoài cái chuyện mà chúng ta xuất phát từ điều trị đái tháo đường, những bệnh nhân đái tháo đường mang được hưởng lợi ích rất là nhiều từ cái nhóm thuốc này, thì chúng ta thấy rằng những người bệnh nhân mà không có đái tháo đường cũng được hưởng lợi luôn. Đó là điều chúng ta thấy cũng rất thường gặp trong y học. Chúng ta có những loại thuốc chúng ta phát hiện ra để điều trị bệnh này, nhưng mà cuối cùng nó lại có tác dụng chính để điều trị bệnh khác. Thông qua các công trình nghiên cứu mà gọi là DAPA-HF này đó, thì chúng ta thấy là thể hiện được những người bệnh nhân không có đái tháo đường vẫn được hưởng lợi từ cái chất thuốc này như thường. Đó là công trình nghiên cứu DAPA-HF này. Công trình này thực hiện trên 4.744 bệnh nhân, trong đó Việt Nam chúng ta có tham gia, và khoa tim mạch của bệnh viện của mình có tham gia trong cái công trình nghiên cứu này. Thì về mặt cơ sở đó, thì chúng ta thấy rằng cái thuốc mà ức chế SGLT2 này nó qua những công trình nghiên cứu khác, nó thấy rằng là nó giải quyết được vấn đề hạ được đường huyết, hạ được HbA1c, giảm được biến cố tim mạch, giảm được biến cố trên thận, giảm được tỷ lệ tử vong chung. Nhưng mà nếu mà bệnh nhân đã bị suy tim rồi thì như thế nào? Và chúng ta hỏi thêm một câu hỏi nữa, những người đã bị suy tim đó có hoặc không có đái tháo đường thì sao? Suy tim mà có đái tháo đường tác dụng tốt hay không? Suy tim không có đái tháo đường tác dụng tốt hay không? Thì cái công trình nghiên cứu DAPA-HF này sẽ trả lời câu hỏi đó. Và thực sự thì nó có trả lời thiệt, chỉ trong vòng 2 năm sau khi mà tiến hành công trình nghiên cứu này, chúng ta thấy rằng với cái tiêu chí đánh giá là tử vong do tim mạch, nhập viện vì suy tim và phải thăm khám cái tim mạch một cách khẩn cấp vì tình trạng suy tim, thì nếu mà chúng ta sử dụng dapagliflozin, chúng ta thấy nó giảm được 26% cái nguy cơ xảy ra những cái biến cố này một cách rất là có ý nghĩa thống kê. Chúng ta thấy có 4 con số 0 ở phía sau dấu chấm của cái giá trị P.
chúng ta phân tích riêng ra, tử vong do tim mạch cũng được cải thiện, nhập viện vì suy tim rồi xấu đi thì cũng thấy cũng có cải thiện, và tất cả điều này đều có ý nghĩa thống kê. Chúng ta phân tích nhỏ hơn một chút xíu nữa thì tất cả bệnh nhân đều có ý nghĩa tốt như vậy. Riêng các bệnh nhân mà đái tháo đường cũng tốt, mà không có đái tháo đường cũng tốt như thường. Như vậy công trình nghiên cứu này cho chúng ta thấy rằng nó tác dụng tốt cho người suy tim, mà người đó đái tháo đường cũng tốt mà không có đái tháo đường cũng tốt. Xét về mặt chất lượng cuộc sống, chúng ta tính một cái thang điểm của gọi là Kansas City Cardiomyopathy á, thì ở cái nhóm người mà sử dụng dapagliflozin trong công trình nghiên cứu DAPA-HF á, cái điểm nó tăng lên 6,1 điểm, trong khi dùng placebo chỉ tăng lên có 3 điểm, và sự khác biệt này là có ý nghĩa thống kê. Chúng ta xét đến một tiêu chí gọi là tiêu chí phụ thôi, nhưng mà cũng rất quan trọng cho một cái tác động của một loại thuốc, đó là nó có làm giảm được tử vong do mọi nguyên nhân hay không. Thì chúng ta thấy rằng dapagliflozin tác động trên người bị suy tim, dù có đái tháo đường cũng không có đái tháo hay là có đái tháo đường, để làm giảm được tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân một cách có ý nghĩa thống kê, đó là giảm được 17%. Như vậy trong cái mục tiêu điều trị suy tim, dù cho có đái tháo đường hay không có tiền, đầu tiên chúng ta phải cải thiện được triệu chứng khó thở của người bệnh, tăng được chất lượng cuộc sống người ta. Thứ hai là giảm được cái tần suất nhập viện, phải nhập viện tới, phải nhập viện và hoài. Và cuối cùng giảm được tỷ lệ tử vong do tim mạch và giảm dễ tử vong chung. Thì đó là cái mục tiêu điều trị của chúng ta như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy nó điều trị suy tim quá tốt như vậy, chúng ta so sánh lại với những công trình nghiên cứu trước đây mà chúng ta thấy rằng nó cũng có tác dụng tốt trên suy tim. Ví dụ như chúng ta có công trình nghiên cứu SHIP, công trình nghiên cứu Emphasis HF hoặc là Paradigm HF, thì tất cả những công trình nghiên cứu này nó cải thiện được tỷ lệ tử vong trong bệnh viện vân vân, có cải thiện được tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân luôn. Thì cái công trình nghiên cứu DAPA-HF mà sử dụng dapagliflozin này, chúng ta thấy cải thiện được tỷ lệ tử vong do tim mạch, cải thiện được tỷ lệ phải nhập viện và cải thiện được tỷ lệ tử vong chung luôn. Có nghĩa đây là một loại thuốc ức chế SGLT2 có tác dụng rất tốt trên suy tim, mà chúng ta chứng minh rằng suy tim đó dù cho đái tháo đường hay là không có đái tháo đường như vậy. Như vậy qua công trình nghiên cứu DAPA-HF như vậy, chúng ta có một cái phát hiện thứ năm, đó là SGLT2 mà đặc biệt là dapagliflozin này, nó đã trở thành một trong những cái trụ cột điều trị suy tim với phân suất tống máu giảm. Chúng ta còn chờ những cái loại nghiên cứu khác, ví dụ như công trình nghiên cứu Emperor Reduce hay là những cái công trình nghiên cứu sử dụng canagliflozin, coi có cải thiện được cái tỷ lệ tử vong do bệnh nhân suy tim đái tháo đường hay không có đái tháo đường hay không, và chúng ta sẽ thêm những cái loại thuốc đó vào trong cái trụ cột điều trị này. Và cái phần cái phát hiện cuối cùng tôi muốn nói, đó là cái loại thuốc ức chế SGLT2 đó, nó tác dụng tốt trên bệnh nhân có bị bệnh thận mạng hay không. Và chúng ta biết là trong công trình nghiên cứu DAPA-CKD này đó, người ta chọn những bệnh thận mạng mà có hoặc là không có đái tháo đường, chứ không phải là bệnh thận mạng trong bệnh cảnh đái tháo đường, có hay không có đái tháo đường. Thì đây là một công trình nghiên cứu khá lớn, thực hiện trên 21 quốc gia, 386 địa điểm nghiên cứu và trên 4.304 cái người tham dự. Ở đó Việt Nam chúng ta cũng có tham gia luôn, 282 người, 9 bệnh viện, tôi nghĩ rằng cũng có bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh trong đó. Đây là tiêu chuẩn đưa vào lớn hơn bằng 18 tuổi, có GFA từ 25 tới 75 thôi, có nghĩa là đã có bắt đầu có ảnh hưởng rồi, có độ thải tiết albumin trong nước tiểu, và chúng ta thấy rằng có đái tháo đường hoặc là không có đái tháo đường. Đây chúng ta screening rồi, chúng ta chia làm hai nhóm một cách ngẫu nhiên, một nhóm chúng ta sử dụng placebo thôi, một nhóm kia sử dụng dapagliflozin 10mg một ngày thôi, và chúng ta cứ việc theo dõi theo cái protocol của cái công trình nghiên cứu này. Và sau 2 năm theo dõi, 2 năm rưỡi theo dõi, thì chúng ta thấy là kết quả nghiên cứu, tiêu chí chính cái này là ở những người bệnh thận này có bị giảm cái EGFR người ta hơn 50% hay không, có tiến tới bệnh thận giai đoạn cuối hay không, có bị tử vong do tim mạch hay do thận hay không. Thì chúng ta thấy với tiêu chí này thì khi mà chúng ta sử dụng dapagliflozin đó, nó giảm được 39% nguy cơ xảy ra các tiêu chí này một cách rất có ý nghĩa thống kê. 2, 4, 6, 7 số 0 phía sau dấu chấm có nghĩa là rất có ý nghĩa thống kê. Và chúng ta chỉ cần điều trị 19 người trong vòng 1 năm thôi thì chúng ta đã giảm được một cái biến cố cho người bệnh của chúng ta rồi. Tiêu chí phụ đó là tử vong do nhập tử vong cho tim mạch và nhập viện vì suy tim. Chúng ta thấy những người này chỉ bị bệnh thận mạng thôi, mà chúng ta xét trên tiêu chí là loại này nó cũng làm giúp được
giảm được tỷ đồng qua tim mạch và nhập viện vì suy tim đến 29% một cách có ý nghĩa thống kê. Phân tích luôn tử vong do mọi nguyên nhân cũng giảm được nguy cơ là 31%. Chúng tôi thấy vì sao mà chúng ta thấy là cái sự phát hiện này nó rất là quan trọng là tại vì những cái loại thuốc mà chúng ta thấy là nó tác động tốt trên thận của chúng ta, đó là thuốc mà ức tác động trên hệ thống renin, angiotensin, aldosterone. Ví dụ như thuốc ức chế men chuyển các chẹn thụ thể. Đây cụ thể là chúng ta có sử dụng là ivermectin và clozapin trong những cái công trình nghiên cứu IDNT này hoặc là renin này đó, thì nó làm nó không có làm được cái công việc nó làm giảm được bớt thải tiết cái chất albumin trong nước tiểu thôi, làm chậm bớt tiến trình suy thận thôi, nhưng mà nó không bao giờ làm được cái việc là cải thiện được tỷ lệ tử vong do tim mạch, cũng như là không làm được cải lệ tỷ lệ tử vong chung. Những cái loại thuốc đó chúng ta thấy 20 năm qua rồi cũng chưa làm được điều đó. Trong khi đó cái thuốc mà ức chế SGLT2 này mà cụ thể là dapagliflozin đó cho chúng ta thấy rằng có kết quả rất tốt trong cái nhóm mà tất cả bệnh nhân của nhóm nghiên cứu đều cho kết quả tốt, có đái tháo đường hay không đái tháo đường gì cũng tốt, tiểu đạm nhiều hay ít cũng tốt, và GFA trên 45 hay là dưới 45 gì chúng ta thấy tất cả đều tốt, đều lịch qua cái phiến này favor cho cái việc mà sử dụng dapagliflozin. Như vậy thì đó là cái điều mà dẫn cho chúng ta đến, đó là cái phát hiện thứ 6 trong cái công trình nghiên cứu DAPA-CKD này đã giúp cho chúng ta có một cái giải pháp mới cho những cái người mà có bệnh thận mạng. Mà trong suốt 20 năm qua chúng ta thấy người ta không làm được điều đó. Thì bây giờ với cái công trình DAPA-CKD, với sử dụng thuốc dapagliflozin thì chúng ta đã làm điều đó. Chúng ta cũng còn mong đợi thêm những cái EMPA-CKD hay là CANA-CKD, những cái loại thuốc khác trong cái nhóm mà ức chế SGLT2 cũng có thể cung cấp thêm những cái số liệu nữa để cho bằng chứng chúng ta mạnh hơn, chúng ta có thể vững vàng hơn để mà sử dụng cái này. Như vậy qua công trình nghiên cứu DAPA-HF và DAPA-CKD này, chúng ta thấy rằng những cái tiêu chí mà kết cục về tử vong, về kết cục về nhập viện, về suy tim, kết cục về cải thiện được chức năng thận, tất cả cái này nó đều đạt được một cách rất là ngoạn mục. Và những cái phát hiện đó chúng ta thấy rằng nó làm thay đổi cái thực hành lâm sàng của chúng ta, làm thay đổi khuyến cáo. Những khuyến cáo năm 2019-2020 trong việc đái tháo đường đó, chúng ta thấy SGLT2 inhibitor này đã lên hàng đầu rồi. Nếu mà nó có những cái bị nhiều yếu tố nguy cơ tim mạch quá, có bệnh tim mạch cho sơ vữa thì nó lên hàng đầu luôn rồi. Metformin không phải là hàng đầu nữa, vân vân. Vậy chúng ta thấy nó làm thay đổi cái quan điểm điều trị của chúng ta rất nhiều, và nó cũng làm thay đổi một cái suy nghĩ về những cái loại thuốc đái tháo đường hồi trước giờ chỉ làm giảm HbA1c thôi. Bây giờ những loại thuốc đái tháo đường có thể cải thiện được cái dự hậu tim mạch của chúng ta. Và nó có làm thay đổi thực hành lâm sàng chúng ta trong điều trị suy tim không? Điều trị suy tim dù có đái tháo đường hay không có đái đường thì chúng ta thấy nó sẽ có thay đổi. Người ta dự kiến là trong năm 2020 này hoặc năm 2021 chúng ta sẽ có một cái khuyến cáo mới trong điều trị suy tim, mà trong đó chúng ta thấy rằng dapagliflozin thì sẽ được chỉ định làm giảm được nhập viện vì suy tim, làm giảm được tỷ lệ tử vong cho người bệnh của chúng ta, và được khuyến cáo là nhóm 1. Trong đó empagliflozin cũng sẽ được khuyến cáo mà được cái nhóm khuyến cáo 2A. Về tác dụng trên thận chúng ta có khuyến cáo mới không? Năm 2020 này chúng ta có khuyến cáo của KDIGO mà bệnh thận ở những người đái tháo đường, thì chúng ta thấy cái việc mà xử lý cái bệnh làm giảm đường huyết cho những cái bệnh nhân mà có bệnh thận đó, thì chúng ta thấy cái thuốc mà ức chế SGLT2 cũng được đưa vào, mà chúng ta thấy mức chứng cứ là 1A, có nghĩa là khuyên dùng, được dùng, phải dùng cho người bệnh của chúng ta. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái nhóm thuốc này được phát hiện từ rất lâu rồi, và những phát hiện này nó làm thay đổi thực hành của chúng ta. Phát hiện thứ nhất đó là cái cơ chế tác động của nó độc đáo quá, nó thải đường qua nước tiểu, nó độc lập với insulin, thì như vậy sẽ giúp chúng ta phối hợp với những loại thuốc khác tốt và giúp được cải thiện được HbA1c tốt hơn. Phát hiện thứ hai là chúng ta thấy qua những công trình nghiên cứu như Embarek Outcome, Declare, Timi 58 v.v. thì chúng ta thấy rằng cái lợi ích của chúng ta mong đợi là giảm được đường huyết, giảm được HbA1c, thì chúng ta còn có những cái lợi ích khác rõ ràng trên tim, trên thận, trên tử vong của người bệnh. Phát hiện thứ ba là chúng ta thấy rằng là cái việc mà nó tác động như vậy, nó được thể hiện rất sớm trên những người mới chớm thôi, mới có yếu tố nguy cơ tim mạch thôi. Còn ở trên bệnh nhân đái tháo đường là nó đã có tác động tốt rồi. Như vậy với cái ý nghĩa là phòng bệnh hơn chữa bệnh thì thuốc này sẽ được tác dụng rất là sớm.
Ngoài ra phát hiện thứ tư đó là chúng ta thấy là ở những bệnh nhân không có đái tháo đường, như là suy tim không có đái tháo đường, bệnh thận không có đái tháo đường, thì nó vẫn có cho cái tác dụng tốt như thường. Và chúng ta thấy với bệnh nhân suy tim thì dù cho có đái tháo đường, không có đái tháo đường gì hết, chúng ta thấy nó cũng tác dụng rất tốt, và nó sẽ thay đổi thực hành của chúng ta về điều trị suy tim. Trong đó có thêm một nhóm thuốc nữa, đó là thuốc ức chế SGLT2. Và cũng tương tự, nếu bệnh nhân có bệnh thận mạng, dù có đái tháo đường hay không có đái tháo đường, thì tôi nghĩ rằng nó sẽ làm thay đổi cái khuyến cáo và thay đổi cái thực hành của chúng ta ngay trong trong những tháng sắp tới đây mà thôi. Và nhân cái ngày tim mạch thế giới đó, thì chúng ta sẽ dùng trái tim của chúng ta yêu thương bệnh nhân để mà chúng ta chiến đấu phá bỏ những cái yếu tố nguy cơ tim mạch, để làm sao đó để cho bệnh nhân chúng ta có một cái sức khỏe về tim mạch tốt nhất. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi phần trình bày của chúng tôi. Cảm ơn giáo sư Trung Quang Bình đã có một cái bài thuyết trình rất là hay về một cái nhóm thuốc mới mà chúng ta mới sử dụng gần đây, khoảng 2-3 năm gần đây tại Việt Nam, SGLT2. Thì tôi vẫn còn nhớ là cách đây 2 năm thì các đồng nghiệp nội tiết thì đã đặt tên cho cái thuốc này gọi là thuốc hoa hậu trong số các cái thuốc mà điều trị để điều trị bệnh đái tháo đường. Thì sau cái bài của giáo sư Bình thì các anh chị thấy là ngoài cái chuyện bây giờ cái hiệu quả điều trị của SGLT2 đó, nó vượt qua cái khỏi cái chỉ định của bệnh nhân đái tháo đường rồi, bệnh nhân không đái tháo đường cũng hưởng lợi. Nếu hôm qua nghe bạn nào mà có tham dự cái bài có nghe cái bài nói của giáo sư Nguyễn Ngọc Quang á, thì có lẽ SGLT2 thì giáo sư Quang dự đoán đó sẽ là cái thuốc thêm vào của cái thuốc, của cái viên thuốc gọi là polypill, tức là chúng ta sẽ kết hợp điều trị nhiều cái loại bệnh khác nhau, và SGLT2 thì hy vọng là sẽ được chứng minh được các cái hiệu quả trong tương lai. Chúng tôi xin bắt đầu với các cái câu hỏi từ các cái bạn tham gia online. Câu hỏi đầu tiên của bạn Huy Dương Hoàng, câu hỏi là bệnh nhân bệnh thận mạng với cái độ lọc cầu thận chỉ còn có 15 ml phút, không có đái tháo đường, chưa chạy thận nhân tạo, thì có sử dụng SGLT2 được không, hiệu quả như thế nào? Dạ, xin kính mời giáo sư Trung Hòa Bình. Thưa bạn Huy Hoàng, Dương Hoàng Huy, thì trong cái công trình nghiên cứu mà DAPA CKD này đó, thì chúng ta thấy người ta cái tiêu chuẩn mà chọn bệnh đó là độ lọc cầu thận từ 25 đến 75. Và người ta đưa ra cái công trình nghiên cứu với cái kết quả ngoạn mục như vậy. Như vậy thì trong xét về mặt nghiên cứu đó, thì cái bệnh nhân của bạn đây á, nó nằm ngoài cái khoảng nghiên cứu rồi. Thứ hai nữa là xét về mặt khuyến cáo, thì chúng ta chưa có khuyến cáo cho cái người mà có người bệnh thận mạng và với EGFR khoảng bao nhiêu đó. Xét về mặt thông tin kê toa của cái dapagliflozin đó, thì cũng không dành cho cái nhóm bệnh mà có GFR 15 ml trên phút như thế này. Như vậy thì chúng tôi thấy rằng một cách chính thức thì chúng ta chưa có sử dụng cái thuốc ức chế SGLT2 này, cụ thể là dapagliflozin, để mà chúng ta có thể điều trị cho bệnh nhân mà bạn vừa đưa ra. Tôi hy vọng rằng là trong tương lai thì có sẽ những công trình nghiên cứu khác có thể là sẽ đưa cái mức EGFR của người bệnh trong những cái công nghiên cứu xuống tới 15. Ví dụ như chúng ta thấy rằng trong công trình nghiên cứu DAPA HF đó, thì người ta chọn EF là 30% trở lên. Mà trong cái công trình nghiên cứu mà MR Reduce thì người ta lại chọn bệnh nhân nặng hơn, suy tim nặng hơn, cái độ mà EF đó, tức là phân suất tống máu, là lại dưới 30 nữa, có thể là 25, 26 thôi. Thì tôi hy vọng rằng là sẽ có những công trình nghiên cứu khác sử dụng cái nhóm thuốc ức chế SGLT2 này mà sử dụng cho bệnh nhân có GFR khoảng 15, thì lúc đó chúng ta có kết quả công trình nghiên cứu đó thì chúng ta có thể sử dụng cho người bệnh của chúng ta được. Câu hỏi thứ hai là, thưa thầy, cho em hỏi liệu mình sử dụng dapagliflozin cho bệnh nhân không đái tháo đường có gây hạ đường huyết hay không? Thì chúng ta xem lại hai công trình nghiên cứu, đó là công trình nghiên cứu DAPA HF và CKD, tức là DAPA CKD, tức là hai cái công trình nghiên cứu đó là hai công trình nghiên cứu mà có sử dụng dapagliflozin cho người không có đái tháo đường.
như là câu hỏi bạn nói đó, tức là người không có đái tháo đường, thì chúng ta thấy rằng là cái tác dụng phụ, tác dụng không mong muốn xảy ra về cái chuyện hạ đường huyết thì nó không có khác bao nhiêu, không có khác về chói dễ thông kê đối với cái người mà có đái tháo đường. Như vậy thì trên những bệnh nhân này chúng ta có thể sử dụng được, mà chúng ta cũng không có sợ cái tác dụng hạ đường huyết cho những bệnh nhân không có đái tháo đường lắm. Tuy nhiên chúng ta phải lưu ý, chúng ta phải hỏi và chúng ta có xét nghiệm để chúng phải hỏi những cái triệu chứng hạ đường huyết hay không, chúng ta phải có những cái xét nghiệm để chúng ta biết được là nó có hạ đường huyết hay không. Còn về mặt chứng cứ khoa học thì chúng ta thấy là nó không có. Câu số 3 cũng gửi cho giáo sư Trung Văn Bình, tức là bác sĩ Huỳnh Hải có hỏi là đang dùng Foxiga 10mg với bệnh nhân có độ lọc cầu thận lúc đầu là 50ml/phút, mà sau dùng 1 tháng kiểm tra lại thì chức năng thận có xu hướng giảm, tức là cái độ lọc chỉ còn lại 38, thì lúc này có nên ngưng thuốc hay không? Dạ, xin mời giáo sư Bình. Đây là một câu hỏi mà chúng ta thấy là rất quan trọng và rất đáng lưu tâm trong cái việc mà chúng ta sử dụng cái nhóm thuốc ức chế SGLT2. Chúng ta xem lại cái công trình nghiên cứu DAPA-HF cũng như là công trình nghiên cứu Empire Reduce. Thì khi mà chúng ta bắt đầu sử dụng những cái loại thuốc này cho những người bệnh của chúng ta đó, thì cái độ lọc cầu thận nó giảm nhiều hơn là trong cái nhóm placebo, giảm nhiều hơn. Nhưng mà sau đó, sau một khoảng thời gian theo dõi 2 năm đó, thì bắt đầu nó đi ngang và nó bắt chéo qua cái đường giảm của cái nhóm sử dụng placebo. Nhóm placebo giảm nhiều, giảm 4-5 độ lọc cầu thận giảm 4-5ml/phút như vậy đó. Trong khi đó đối với dapagliflozin hay là empagliflozin thì nó xuống xong rồi bắt đầu nó đi ngang, và sau đó nó kết cục cuối cùng sau 2 năm là nó tốt hơn một cách có ý nghĩa thống kê so với mà chúng ta sử dụng placebo. Như vậy trong trường hợp này chúng ta nên thử lặp lại để mà chúng ta thấy sau đó nó có thể cải thiện thêm. Và dĩ nhiên là chúng ta phải xem xét những cái yếu tố khác, ví dụ như là bệnh nhân có mất nước nhiều quá hay không, bệnh nhân có huyết áp có thấp xuống hay không, vân vân, để chúng ta xem coi cái nguyên nhân mà làm giảm cái độ lọc cầu thận này như thế nào. Chứ chúng ta chưa có nên là ngưng thuốc, phải khảo sát tìm hiểu kỹ lưỡng coi là nó kết quả nó như thế nào. Kính thưa quý vị, thì chắc có lẽ là cũng có thể còn những câu hỏi nữa, nhưng mà cái giờ của cái phiên của cái bài thứ nhất này nó đã hết, thì chúng ta sẽ gặp gỡ riêng các bạn để có thể chúng ta trao đổi thêm, đặc biệt là chúng ta sẽ có thêm những ý kiến của những nhà về nội tiết học. Để tiếp theo chương trình thì chúng tôi xin mời bác sĩ Đinh Đức Huy, giám đốc y khoa của Bệnh viện Tim Tâm Đức, sẽ nói về một vấn đề chúng ta bảo vệ cho bệnh nhân, mà đặc biệt là bảo vệ bệnh nhân sau cái cơn nhồi máu cơ tim. Xin mời bác sĩ Đinh Đức Huy. Dạ, xin cảm ơn giáo sư Trung Quang Bình. Xin chào tất cả các bạn đồng nghiệp đang theo dõi chương trình online của hội nghị xu hướng mới trong điều trị bệnh tim mạch năm 2020 của Bệnh viện Đại học Y Dược. Thì chủ đề trong 15 phút tiếp theo của chúng tôi là bảo vệ bệnh nhân sau cơn nhồi máu cơ tim. Tức là chúng ta hiểu đây là một cái điều trị phòng ngừa thứ phát, tức là đối với cái nhóm bệnh nhân đã có một cái biến cố tim mạch nặng rồi. Như các anh chị biết thì đây là cái biểu đồ cho phép chúng ta dự đoán được các cái biến cố, các cái tiên lượng của bệnh nhân sau một cái cơn nhồi máu cơ tim cấp hoặc là bệnh nhân bị hội chứng bệnh cấp. Tức là chúng ta thấy bệnh nhân của chúng ta bị lần đầu, sau đó chúng ta tái tưới máu, chúng ta điều trị nội khoa tích cực trong 12 tháng. Sau 12 tháng có thể chúng ta giảm bớt các cái điều trị tích cực, hoặc là vì một lý do nào đó bệnh nhân không tiếp tục các cái điều trị bảo vệ của mình nữa, thì các cái biến cố nó sẽ xảy ra một lần nữa, sớm hơn hoặc muộn hơn. Bệnh nhân lại phải nhập viện, bệnh nhân lại phải điều trị tích cực một lần nữa, chúng ta lại phải làm lại các cái thủ thuật tái tưới máu, lại bắt đầu điều trị, và các cái quy trình này nó cứ lặp đi lặp lại. Nếu mà chúng ta không có cái chiến lược mà bảo vệ tích cực cho bệnh nhân, và cứ mỗi lần bệnh nhân bị một cái biến cố hội chứng bệnh cấp lặp lại, thì chúng ta thấy là cái nguy cơ về tử vong tim mạch, về nhồi máu cơ tim hoặc là suy tim thì nó càng tăng dần lên theo thời gian. Trong cái chủ đề mà bảo vệ bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim cấp hoặc là hội chứng bệnh cấp, thì rõ ràng là chúng ta thấy là các cái guideline hiện tại khuyến cáo rất là nhiều điều, từ các cái điều trị không thuốc, tức là chúng ta phải khuyên bệnh nhân thay đổi lối sống, phải ngưng hút thuốc lá, phải có một cái chế độ vận động thể lực phù hợp,
Thì bên cạnh những cái giống hoặc là giống như bài của giáo sư Bình vừa mới trình bày phía trước, thì chúng ta thấy là SGLT2 là một cái thuốc mà tác động rất là tốt đối với bệnh nhân mà có cái biến cố suy tim sau một cái nhồi máu cơ tim. Thì chúng tôi xin tập trung vào cái bảo vệ bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp trên cái khía cạnh là mảng xơ vữa của bệnh nhân. Thì chúng ta đều biết là cái cơ chế bệnh học chính của hội chứng rành cấp nhồi máu cơ tim cấp chính là cái việc vỡ một cái mảng xơ vữa với cái vỏ mỏng hoặc là không ổn định. Thì khi mà cái vỏ mỏng của mảng xơ vữa nó bị xói mòn theo thời gian, nó bị vỡ ra, thì nó sẽ kích hoạt cái quá trình đông máu của bệnh nhân và cái huyết khối nó được thành lập. Khi mà huyết khối được thành lập thì tùy theo cái kích cỡ của huyết khối nhỏ có thể giảm một phần của dòng chảy, thì bệnh nhân có thể đến với chúng ta với cái bệnh cảnh là cơn đau thắt cực không ổn định hoặc là nhồi máu cơ tim không ST trên lên. Còn nếu mà huyết khối nó quá lớn, nó lấp toàn bộ cái lòng mạch và nó gây mất cái dòng chảy ở cái động mạch mà nó gây nó đang 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 chịu trách nhiệm, thì bệnh nhân sẽ nhập viện với bệnh cảnh là nhồi máu cơ tim cấp ST trên lên. Tức là tóm lại, mảng xơ vữa sẽ đóng một cái vai trò rất rất quan trọng trong việc mà bệnh nhân có bị lại một cái biến cố lần thứ hai sau cái biến cố lần đầu hay không. Vậy thì chúng ta sẽ tập trung vào hai cái cơ chế chính. Tức là thứ nhất, làm sao mà chúng ta có được bảo vệ được cái mảng xơ vữa của chúng ta. Cái mảng xơ vữa của chúng ta phải trở nên chắc, phải trở nên phải bền vững hơn, vỏ phải dày hơn, đừng có cái nguy cơ vỡ nữa, và cái nguy cơ giảm cái nguy cơ mà thành lập cái cục huyết khối tại chỗ. Thì chúng ta thấy cái công trình nghiên cứu khi mà người ta thêm vào cái một cái thuốc nữa là ezetimibe vào cái điều trị rất là kinh điển là statin ở bệnh nhân hội chứng rành cấp, và người ta kéo cái LDL cholesterol xuống rất là thấp. Chúng ta thấy là ở cái nhóm mà sử dụng ezetimibe thì cái mục tiêu đạt được là 53,7 mg trên đề/dL, so với cái nhóm placebo là 69,5 mg trên đề/dL. Và khi người ta kéo được cái LDL-C cholesterol này xuống thì cái biến cố gột, các cái biến cố nặng tim mạch sau 7 năm theo dõi thì người ta giảm được 32,7% so với 34,7%. Tức là qua cái công trình nghiên cứu này, chúng ta thấy là ngoài cái chuyện mà điều trị statin tích cực rồi, chúng ta thêm vào ezetimibe, chúng ta kéo LDL-C xuống nữa, và chúng ta thấy là sau cái nghiên cứu này thì người ta đưa cái mục tiêu LDL-C cholesterol xuống dưới 55 mg trên đề/dL, thì chúng ta sẽ bảo vệ bệnh nhân chúng ta sau bị một cái biến cố, sau cái biến cố ban đầu. Guideline năm 2020 của Hội Tim mạch châu Âu thì khuyên chúng ta như thế nào? Chúng ta thấy ở cái mức khuyến cáo mà 1A thì chúng ta thấy là với bệnh nhân mà đã bị nhồi máu cơ tim hội chứng rành cấp không ST trên lên, thì mục tiêu ban đầu chúng ta là giảm được ít nhất là 50% cái LDL cholesterol, hoặc là chúng ta giảm được cái mục tiêu xuống con số cụ thể là dưới 1,4 mmol trên lít, hoặc là năm, hoặc là tính ra cái đơn vị mg trên đề/dL là 55. Đây là mức khuyến cáo 1A. Nếu mà chúng ta không thể đạt được cái liều cái đích LDL cholesterol sau 4 với tới 6 tuần điều trị với cái statin mà liều cao nhất mà bệnh nhân có thể chịu đựng được, bởi vì không phải tất cả bệnh nhân đều có thể sử dụng statin liều rất cao, ví dụ như atorvastatin là 80 mg hoặc là rosuvastatin 20 mg, thì đối với bệnh nhân mà điều trị statin liều cao thì cái tần suất mà xuất hiện các cái tác dụng phụ, các cái tác dụng mỏi cơ, đau cơ thì nó sẽ nhiều hơn. Thì trong cái trường hợp này, nếu mà chúng ta không thể đạt được mục tiêu với cái statin mà bệnh nhân dung nạp nổi á, thì chúng ta sẽ thêm vào cái ezetimibe, và cái thuốc thứ hai mà chúng ta có để mà chúng ta có thể kiểm soát tốt hơn cái LDL cholesterol của bệnh nhân. Thuốc thứ ba hiện tại thì chúng ta chưa có tại Việt Nam, đó là các thuốc ức chế thụ thể PCSK9. Thì hy vọng là nếu mà cái thuốc này có mặt tại Việt Nam sớm thì chúng ta sẽ có thêm một cái vũ khí nữa. Sau nhiều cái nghiên cứu trong công bố khoảng 1-2 năm gần đây, thì nếu mà chúng ta bắt đầu cái PCSK9 sớm để giảm sớm cái LDL-C cholesterol thì bệnh nhân sẽ được hưởng lợi. Một cái nghiên cứu gần đây, một cái thuốc nữa chúng ta có hy vọng cũng sẽ có sớm tại Việt Nam, đó là icosapent-ethin với cái liều cao. Thì ở đây năm 2019 thì ESC/EAS guideline đã xếp cái nhóm này vào cái nhóm 2A, tức là chúng ta thêm vào cũng là một cái thuốc nữa để thêm vào để bảo vệ cái mảng xơ vữa cho bệnh nhân. Sang cái khía cạnh thứ hai của cái việc bảo vệ cái mảng xơ vữa, tức là cái giảm thiểu cái nguy cơ mà thành lập huyết khối đối với bệnh nhân đã từng bị hội chứng rành cấp,
thì các anh chị thấy là chúng ta bảo vệ bệnh nhân khỏi một cái biến hóa huyết khối, thì cái mặt ngược lại, tức là cái mặt trái của đồng xu, chính là chúng ta đối diện với cái nguy cơ chảy máu tăng lên. Khi chúng ta xài các cái thuốc chống đông tích cực thì chúng ta luôn luôn phải để ý là bệnh nhân có chịu đựng một cái nguy cơ chảy máu cao hơn hay không. Và rõ ràng nếu các bạn có thể có theo dõi các cái thay đổi trong các cái hướng dẫn điều trị của Hội Tim Hoa Kỳ, của Hội Tim Mạch Châu Âu và Hội Tim Mạch Việt Nam, thì từ năm 2017 đến nay, tức là 3 năm gần đây, cái nguy cơ xuất huyết của bệnh nhân luôn luôn được đặt ra cái vấn đề là vấn đề quan trọng bác sĩ phải nhận biết để có thể quyết định được cái thời gian điều trị và lựa chọn các cái thuốc chống đông phù hợp cho bệnh nhân. Năm 2015 thì cái guideline trước của Hội Tim Mạch Châu Âu xếp cái việc mà chúng ta kéo dài cái thời gian kháng cái tập tiểu cầu kép sau 12 tháng điều trị, ví dụ chúng ta chọn lựa aspirin cộng với clopidogrel hoặc là aspirin cộng với lại ticagrelor hoặc aspirin cộng với pasugrel 12 tháng, nếu mà chúng ta kéo dài hơn 12 tháng thì năm 2015 xếp vào cái class 2B, tức người ta tô màu cam. Nhưng mà đến năm 2020 thì cái chứng cứ nó rõ ràng hơn và cái mức chứng cứ nó từ 2B nó chuyển thành 2A. Tức là nếu mà chúng ta đã xác nhận bệnh nhân của chúng ta không có một cái nguy cơ chảy máu cao và ngược lại là bệnh nhân lại có cái nguy cơ là các cái biến cố huyết khối nó xảy ra nhiều hơn từ cái nguy cơ trung bình trở lên, thì cái việc mà chúng ta kéo dài hơn 12 tháng bây giờ trở thành cái khuyến cáo là nên làm class 2A. Guideline năm 2020 thì nói rõ cho chúng ta biết là chúng ta nên điều trị kháng cái tập tiểu cầu kép cho bệnh nhân như thế nào. Trong cái giai đoạn đầu khi mà bệnh nhân nhập viện thì chúng ta thấy là các cái điều trị tim mạch can thiệp, các điều trị qua da với bóng stent thì rõ ràng là chúng ta cần các cái heparin hoặc cái bivalirudin. Và sau cái giai đoạn cấp tính này, khi bệnh nhân đã nhận cái stent rồi thì chúng ta phải đánh giá cái nguy cơ xuất huyết của bệnh nhân để quyết định cái điều trị tiếp theo. Thì cái nguy cơ xuất huyết này thì hiện tại nó cũng trong cha cũng dễ dàng, chúng ta có những cái công cụ để có thể xác nhận được bệnh nhân ở cái nhóm nguy cơ xuất huyết nào. Ví dụ chúng ta có thể chọn cái precise DAP, cái điểm số precise DAP với cái mốc là 25 để xác nhận là bệnh nhân có nguy cơ chảy máu thấp hay là nguy cơ chảy máu cao. Gần đây năm 2019 thì chúng ta có một cái bảng tiêu chuẩn ARC để xác nhận bệnh nhân của chúng ta có phải là bệnh nhân nguy cơ chảy máu cao hay không. Thì ARC thì đưa ra cái định nghĩa của bệnh nhân nguy cơ chảy máu cao, đó là chính là các bệnh nhân mà có nguy cơ chảy máu theo cái mức BAC từ 3 tới 5 mà cái nguy cơ là 4% một năm, hoặc là cái nguy cơ mà xuất huyết nội sọ trên 1% một năm. Và người ta đưa ra một cái bảng chẩn đoán tiêu chí chính, tiêu chí phụ. Nếu bệnh nhân có một tiêu chí chính hoặc là hai tiêu chí phụ thì bệnh nhân đủ điều kiện gọi là bệnh nhân nguy cơ chảy máu cao. Ví dụ các bệnh nhân mà đã rung nhĩ hoặc là bệnh nhân mà có cái van cơ học và đang điều trị với thuốc kháng đông, kháng vitamin K hoặc là các cái thuốc chống đông đường uống mới thì là bệnh nhân là ở nhóm nguy cơ nặng. Bệnh nhân trên 75 tuổi thì bệnh nhân ở cái nhóm nguy cơ, nhóm tiêu chí phụ. Bệnh nhân có cái độ lọc cầu thận từ 30 tới 59 là tiêu chí phụ. Nếu bệnh nhân có hai cái tiêu chí này cộng lại thì là bệnh nhân đủ tiêu chuẩn chẩn đoán nguy cơ chảy máu cao. Nếu bệnh nhân là bệnh thận giai đoạn cuối với cái độ lọc dưới 30 thì bệnh nhân cũng là bệnh nhân nguy cơ chảy máu cao. Các bệnh nhân mà có cái xuất huyết nội sọ trước cũng xếp vào cái nhóm mà nguy cơ chảy máu cao. Thì đây là cái lưu đồ mà người ta ESC 2020 khuyến khích các bác sĩ sử dụng để lựa chọn cái thời gian điều trị kháng cái tập tiểu cầu cho bệnh nhân. Ở nhóm bệnh nhân mà có nguy cơ chảy máu rất cao, tức là các bệnh nhân mà bị xuất huyết, có biến cố xuất huyết trong vòng cái tháng trước ngay khi cái biến cố hội chứng hoành cấp, hoặc là bệnh nhân phải chuẩn bị làm một cái phẫu thuật chảy máu mà không có trì hoãn được, thì đây là cái nhóm bệnh nhân xếp vào nguy cơ rất cao mà người ta khuyến cáo là chúng ta sử dụng aspirin cộng clopidogrel trong vòng 1 tháng thôi, và sau đó chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng clopidogrel trong các cái tháng còn lại. Ở bệnh nhân nguy cơ chảy máu cao, ví dụ như precise DAP score trên 25 hay hoặc thỏa các cái tiêu chí chẩn đoán của ARC thì chúng ta sẽ điều trị aspirin cộng clopidogrel trong vòng 3 tháng và sau đó chúng ta tiếp tục aspirin trong vòng 1 tháng. Đối với các nhóm mà nguy cơ chảy máu thấp thì chúng ta duy trì cái điều trị kháng cái tập tiểu cầu kép trong vòng 12 tháng, và chúng ta thấy là người ta cho phép lúc đó người ta sẽ đánh giá lại cái nguy cơ các cái biến cố huyết khối. Nếu mà nguy cơ biến khối từ trung bình trở lên thì chúng ta có thể kéo dài hơn 12 tháng cho bệnh nhân. Cái nguy cơ xuất huyết đó, nó trở nên rất rất quan trọng. Ví dụ cái sau cái nghiên cứu của Costa năm 2019 thì chúng ta thấy là ngay cả khi mà chúng ta điều trị
một cái chiến lược điều trị can thiệp rất là phức tạp, tức là chúng ta điều trị nhiều stent, stent nối nhau, stent nhỏ, thì bệnh nhân chỉ có thể có lợi được ở cái hàng số 3 đây, cái biến cố NES, các anh chị thấy, nếu mà bệnh nhân không thuộc cái nguy cơ chảy máu cao thôi. Chứ là chúng ta, nếu mà chúng ta thuộc cái nguy cơ chảy máu cao thì chúng ta, bệnh nhân sẽ bị cái biến cố bất lợi là biến cố xuất huyết, và nó che lấp đi các cái biến cố có lợi là biến cố giảm các cái biến cố huyết khối. Đối với bệnh nhân sau hội chứng bệnh cấp thì cái guideline năm 2020 cũng nói rõ ở mức khuyến cáo 1A là chúng ta sẽ duy trì cho đến 12 tháng, trừ khi là chúng ta ở bệnh nhân của chúng ta ở cái nguy cơ là chảy máu cao. Vậy thì vấn đề là nếu bệnh nhân thực sự là nguy cơ chảy máu thấp và có cái nguy cơ huyết khối từ trung bình tới cao thì chúng ta sẽ điều trị như thế nào? Nguy cơ trung bình hoặc cao đối với một cái biến cố huyết khối là như thế nào? Đó là các bệnh nhân có cái bệnh mạch vành phức tạp. Ví dụ chúng ta có thể sử dụng các cái thang điểm Syntax để chúng ta đánh giá cái mức độ phức tạp của cái hệ mạch máu, mạch vành nuôi tim của bệnh nhân, và kèm theo các cái yếu tố khác. Ví dụ bệnh nhân có đái tháo đường, bệnh nhân có tiền sử đã từng bị nhồi máu cơ tim tái phát rồi, bệnh nhân có bệnh mạch máu ngoại biên kèm theo với bệnh mạch vành, hoặc là các cái thủ thuật của chúng ta quá phức tạp, chúng ta nối nhiều stent kéo dài, chúng ta điều trị cái chỗ left main với các cái hai chiến lược hai stent, thì đây là các cái nhóm mà nguy cơ biến cố huyết khối cao. Thì đối với cái bệnh nhân mà có nguy cơ biến cố huyết khối cao này mà có nguy cơ chảy máu thấp thì cái class 2A là chúng ta có thể kéo dài cái thời gian kháng cái tập tiểu cầu kép ra. Đối với bệnh nhân mà nguy cơ huyết khối trung bình, tức là bệnh nhân có một trong bốn cái yếu tố là đái tháo đường, tiền sử nhồi máu cơ tim tái phát, bệnh mạch máu ngoại biên đi kèm với bệnh mạch vành, độ lọc cầu thận từ 15 đến 59, thì chúng ta thấy cái chuyện mà chúng ta kéo dài ra là chúng ta có thể làm với cái mức khuyến cáo là 2B. Thì những cái công trình nghiên cứu nào cho phép chúng ta kéo dài cái thời gian kháng cái tập tiểu cầu kép ra, thì trong các cái năm vừa rồi thì chúng ta đã lần lượt được nghe rất là nhiều, nói đi nói lại các nghiên cứu, ví dụ như Pegasus TIMI 54, ví dụ như công trình nghiên cứu DAP, hoặc là cái công trình nghiên cứu mà phối hợp cả các thuốc kháng đông đường mới, thuốc uống đường mới Rivaroxaban và cái nghiên cứu COMPASS. Thì đối với nghiên cứu mà Pegasus TIMI 54 thì quý đồng nghiệp có thể thấy là người ta sẽ kéo dài cái thời gian mà điều trị ticagrelor lên đến 36 tháng ở hai cái liều. Người ta so sánh hai cái liều là liều 60mg 2 lần một ngày so với cái liều 90mg 2 lần một ngày, hoặc là so với placebo. Thì cái hai cái đường màu xanh và màu cam chính là cái liều 60 và liều 90 ấy, thì chúng ta thấy đã nó gần như là giống nhau. Tức là tác dụng của sau khi sau 12 tháng thì chúng ta chỉ cần sử dụng cho bệnh nhân cái liều thấp hơn thì khoảng 60mg. Và cả hai liều này đều chứng minh là tốt hơn là chúng ta sử dụng placebo. Tuy nhiên chúng ta phải lưu ý là khi mà chúng ta kéo dài hơn 12 tháng thì chúng ta đối mặt với cái nguy cơ là bệnh nhân sẽ xuất huyết nhiều hơn. Nghiên cứu DAP thì chủ yếu là clopidogrel và pasugrel cũng vậy. Chúng ta kéo dài cho tới 33 tháng thì chúng ta giảm được cái nguy cơ các cái biến cố huyết khối ở bệnh nhân. Đối với một cái kháng cái tập tiểu cầu mạnh, ví dụ như ticagrelor, thì chúng ta có thể rút ngắn cái thời gian kháng cái tập tiểu cầu kép như thế nào? Thì Twilight là cái nghiên cứu được thiết kế để trả lời cho câu hỏi này. Trong cái nghiên cứu Twilight thì các anh chị thấy là bệnh nhân được làm PCI, bệnh nhân có nguy cơ cao cả biến cố huyết khối lẫn biến cố chảy máu, và bệnh nhân phải hoàn thành 3 tháng đầu tiên là kháng cái tập tiểu cầu kép. Sau đó người ta ngưng aspirin ở một nhánh đi và tiếp tục cái P2Y12 mạnh là ticagrelor trong 9 tháng còn lại, với cái tiêu chí đánh giá là chảy máu hoặc là cái biến cố tim mạch nặng. Thì chúng ta thấy là chảy máu, cái nhóm mà chỉ sử dụng ticagrelor mà không có aspirin thì nó thấp hơn nhiều. Trong khi đó ở các cái biến cố huyết khối thì nó không có nặng thêm khi mà chúng ta bớt đi aspirin. Riêng cái phân nhóm mà hội chứng bệnh cấp của Twilight thì cái kết quả nó cũng y như là cái nhóm dân số chung, nghĩa là ít chảy máu hơn và biến cố huyết khối thì tương đương. Và tiếp theo sau cái Twilight mà ở hội chứng bệnh cấp chính là cái thử nghiệm lâm sàng mà ngẫu nhiên TICO. Thì đối với TICO người ta cũng thiết kế là ticagrelor đơn trị liệu sau 3 tháng chúng ta đã điều trị với kháng cái tập tiểu cầu kép ticagrelor cùng aspirin. Thì chúng ta thấy là nếu mà xét trên cái tiêu chí gộp, tức là bao gồm tử vong, nhồi máu cơ tim, huyết khối trong stent, đột quỵ, tái tuyến máu hoặc là chảy máu, thì cái nhóm mà sử dụng ticagrelor mà đơn trị liệu sau 3 tháng nó chỉ có 3,9%.
ít hơn nhiều một cách có ý nghĩa thống kê so với cái nhóm mà sử dụng ticagrelor cộng aspirin cho đến 12 tháng, nó đến 5,9%. Và cái biến cố có lợi này nó chủ yếu đến việc mà chúng ta giảm được cái biến cố chảy máu. Ví dụ như cái biến cố xuất huyết nặng ở cái nhóm mà monotherapy với ticagrelor nó chỉ là 1,7% so với 3% của cái nhóm mà chúng ta kết hợp giữa ticagrelor và aspirin. Vậy thì để kết luận bài nói thì chúng tôi xin có một số ý liên quan đến việc bảo vệ bệnh nhân sau nhồi máu tim cấp, nhấn mạnh ở cái khía cạnh là mảng sơ vữa. Thứ nhất là chúng ta sử dụng các cái phương tiện làm thế nào để chúng ta hạ thấp cái LDL cholesterol của bệnh nhân, càng thấp càng tốt. Chúng ta có statin liều cao, chúng ta có ezetimibe là hai phương tiện hiện tại mà các bác sĩ tại Việt Nam có. Chúng ta hy vọng là trong thời gian ngắn sắp tới chúng ta sẽ có PCSK9. Điều quan trọng là chúng ta làm sao nhận biết được bệnh nhân có thuộc cái nhóm nguy cơ xuất huyết nặng hay không. Chúng ta có thể sử dụng các cái thang điểm, ví dụ precise DAP hoặc là các tiêu chuẩn chẩn đoán của ARC. Đối với bệnh nhân có nguy cơ xuất huyết nặng mà rất cao thì chúng ta có thể giảm cái liều cái thời gian điều trị kháng cái tập tiểu cầu kép xuống 1 tháng. Đối với cái nguy cơ xuất huyết nặng mà cao thì chúng ta duy trì cái kháng cái tập tiểu cầu kép trong vòng từ 1 đến 3 tháng. Còn đối với bệnh nhân mà có nguy cơ xuất huyết nặng thấp thì chúng ta kéo dài cho đến đủ 12 tháng. Và nếu kèm theo cái nguy cơ thiếu máu cục bộ, nguy cơ huyết khối từ trung bình đến cao thì chúng ta có thể kéo dài cái thời gian kháng cái tập tiểu cầu kép này cho đến 30, 33 tháng. Đối với một cái kháng P2Y12 mạnh như ticagrelor thì chúng ta các cái dữ kiện hiện tại cho phép chúng ta có thể xem xét sử dụng đơn trị liệu sau cái thời gian chúng ta điều trị ngắn kháng cái tập tiểu cầu kép. Ví dụ như trong hai cái công trình nghiên cứu là Tico và Twilight ở bệnh nhân hội chứng bệnh cấp thì chúng ta chỉ cần điều trị kháng cái tập tiểu cầu kép trong 3 tháng và sau đó chúng ta duy trì đơn trị liệu ticagrelor trong 9 tháng. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý đồng nghiệp. Xin cảm ơn bác sĩ Đinh Đức Huy đã cho chúng ta một cái nhìn tổng quan khi chúng ta tiếp cận với một cái bệnh nhân mà sau khi bị nhồi máu cơ tim rồi đó. Có thể trong nhồi máu cơ tim đó chúng ta sẽ điều trị can thiệp hoặc là không can thiệp vân vân. Nhưng mà ngay sau đó thì chúng ta phải tính tới vấn đề là chúng ta phải bảo vệ những người này như thế nào để cho mà khỏi bị tái phát những cái biến cố như nhồi máu cơ tim này nữa, để mà chúng ta có thể bảo vệ tốt cho người bệnh. Thì chúng ta sẽ xem những câu hỏi nào có liên quan đến cái chuyên đề của bác sĩ Huy trước khi mà chúng ta quay lại cái phần chính. Em có câu hỏi nào của bác sĩ Huy không? Cái hai câu này thôi. Chúng ta sẽ có thể cái câu hỏi này nó lại quay qua cái câu hỏi cái bài trước, đó là sử dụng thuốc ức chế SGLT2. Có một bạn hỏi là đối với bệnh nhân yếu tố nguy cơ tim mạch cao có khả năng kinh tế sử dụng được SGLT2 mà không có đái tháo đường, thầy cho em kinh nghiệm sử dụng liều như thế nào ạ? Xin cảm ơn thầy. Trước tiên thì chúng ta coi là có chỉ định sử dụng hay không, sau đó rồi thì chúng ta khi mà có sử dụng thì chúng ta mới tính tới liều. Thì cái trường hợp này bệnh nhân này các bạn đặt ra là không có đái tháo đường. Thưa các bạn là những cái công trình nghiên cứu mà SGLT2 này đó, đầu tiên là thực hiện trên người bệnh nhân đái tháo đường. Người bệnh nhân đái tháo đường đó có nguy cơ thấp và nguy cơ thấp, nguy cơ cao và nguy cơ rất cao. Nhưng mà cái nền tảng của ba cái công trình nghiên cứu DECLARE hay là CANVAS hay là EMBARK OUTCOME là thực hiện trên những người đái tháo đường, để người ta mới phân tầng ra những cái người mà đái tháo đường đó là thuộc loại nguy cơ thấp hay nguy cơ trung bình hay nguy cơ cao. Mà sau này cái khuyến cáo của năm 2019 là ta phân tầng cái người mà đái tháo đường theo cái phân tầng đó để dễ sử dụng, tại vì những cái công trình nghiên cứu vừa rồi. Còn chúng ta có hai cái công trình nghiên cứu hay là có thể là hơn nhưng mà chưa được công bố, đó là công trình nghiên cứu là DAPA HF và DAPA-CKD và EMBARK REDUCE, là những cái công trình nghiên cứu mà chúng ta thấy là nó thực hiện sử dụng thuốc SGLT2 này trên những bệnh nhân có đái tháo đường hoặc là không có đái tháo đường, mà đó là những người bị bệnh thận mạng hoặc là bị suy tim mạng đó. Như vậy thì cái người bệnh của các bạn mà hỏi ở đây đó là thuộc loại nguy cơ tim mạch cao, nhưng mà thật sự là đó là chỉ những cái yếu tố nguy cơ tim mạch thôi, chứ chưa phải là bị bệnh thận mạng.
chưa phải là có đái tháo đường, chưa phải là bệnh có suy tim, thì chúng ta thấy rằng những công trình nghiên cứu chưa thực hiện trên những cái bệnh nhân mà không có đái tháo đường rồi, không có bệnh thận mạng rồi, không có suy tim luôn, mà thực hiện riêng cho chọn cho những người nguy cơ cao để đưa vào nghiên cứu, thì chúng ta thấy là chưa có cái nghiên cứu đó. Vậy nếu mà chưa có nghiên cứu đó thì tôi cũng không dám khuyên các bạn là nên sử dụng cái thuốc ức chế SGLT2 này là Zardian hay là Farxiga để điều trị cho những người này, mặc dù là người đó có cái khả năng kinh tế có thể sử dụng. Thì những người này mà gọi là yếu tố nguy cơ tim mạch cao đó thì các bạn phải phân tích coi là cái yếu tố cao đó là gì. Ví dụ như là người đó có tăng huyết áp thì chúng ta phải dùng những loại thuốc cách điều trị để chúng ta đưa về huyết áp mục tiêu. Có rối loạn mỡ trong máu thì chúng ta phải điều chỉnh lối sống, chúng ta phải dùng thuốc để sẽ đưa về những cái mức mà LDL mục tiêu mà chúng ta mong muốn trước khi mà chúng ta xem xét tới chúng ta có sử dụng cái nhóm thuốc này hơn hay không. Và tôi nghĩ là trong tương lai chắc chắn là thế nào các công ty dược của sản xuất những cái loại thuốc này nó sẽ tiến hành nghiên cứu để có thể giúp cho các bạn mở rộng hơn. Trước đây thì khi mà hội thảo chuyên gia thì tôi thấy là các công ty rất là khiêm tốn, đưa cái thuốc này là cái bước cuối cùng. Chúng ta có nghĩa là metformin, xong rồi metformin cộng với ức chế DDP4, xong rồi cộng với những loại thuốc khác nữa, xong rồi cuối cùng mới thêm cái này vào. Nhưng bây giờ chúng ta thấy là thuốc này đã đưa lên hàng đầu rồi, rồi đưa ra những người mà có suy thận và bệnh thận mạng với lại suy tim mà chưa có đái tháo đường. Thì tiếp tới nữa tôi nghĩ là người ta sẽ nghiên cứu tới đó, thì bạn có thể chờ thêm cái dữ liệu đó và chúng ta sẽ có sử dụng bệnh nhân. Cho đến giờ này thì chúng tôi chưa thấy có chỉ định để sử dụng. Bác sĩ Huy sẽ có những cái câu hỏi 1, 2, 3. Xin mời bác sĩ Huy sẽ trả lời 3 cái câu hỏi này. Xin mời. Cái câu hỏi đầu tiên, kéo dài DAPT hơn 12 tháng thì guideline của ESC cho thấy là cái number need to treat của clopidogrel và pasugrel tốt hơn ticagrelor. Ngược lại, number need to harm của ticagrelor lại cao hơn clopidogrel và pasugrel. Quan điểm của bác sĩ về dữ liệu này và thực hành lâm sàng như thế nào? Xin thưa với các bạn là ticagrelor và pasugrel đều là hai cái thuốc mà ức chế P2Y12 với cái khả năng ức chế tiểu cầu là mạnh hơn là clopidogrel, và được các cái hội đoàn tim mạch, các cái hội chuyên khoa khuyến cáo sử dụng từ khoảng năm 2015 đến giờ. Tức là chúng ta thấy là ticagrelor và pasugrel thì nó đều có cái khuyến cáo, mức khuyến cáo cao hơn clopidogrel trong cái việc chọn lựa là một cái điều trị kháng cái tập tiểu cầu kép bên cạnh cái aspirin. Ở Việt Nam thì ticagrelor chúng ta bắt đầu sử dụng từ khoảng cuối năm 2016, đầu năm 2017. Còn pasugrel thì thực tế thì chúng ta mới bắt đầu ở Việt Nam khoảng chừng hơn một năm nay thôi. Và thực tế mà nói thì chúng tôi không có nhiều những cái kinh nghiệm về pasugrel như là ticagrelor khi mà chúng ta đã sử dụng trong cái thời gian dài. Thì các anh chị cũng, quý đồng nghiệp cũng biết là cái khả năng mà ức chế của pasugrel, nếu mà chúng ta xét trên cái phương diện mà dược lý học thì có vẻ là nó đến nhanh hơn cái kháng tác tiểu cầu, cái tác dụng nó đến nhanh hơn là ticagrelor. Tuy nhiên là cái nguy cơ mà xuất huyết có vẻ người ta đã khuyến cáo, ví dụ như trong cái nghiên cứu, sau cái nghiên cứu pasugrel, thì đối với các bệnh nhân mà lớn tuổi, bệnh nhân mà có cân nặng nhỏ quá, hoặc là bệnh nhân đã có cái tiền sử là bị đột quỵ hoặc là cơn thiếu máu não tháng qua, thì chúng ta phải rất là cẩn thận khi mà quyết định sử dụng cái pasugrel. Em cũng xin nhờ giáo sư Trung Quang Bình chia sẻ thêm về cái quan điểm sử dụng là lựa chọn giữa ticagrelor và pasugrel trong thực hành lâm sàng hiện tại. Trước tiên thì chúng ta có thể thống nhất với nhau rằng là pasugrel và ticagrelor là những cái loại thuốc mà kháng tiểu cầu mà nó có tác dụng là kháng tiểu cầu mạnh hơn so với là clopidogrel. Điều đó là điều chúng ta chắc chắn và chúng ta phải nhớ như vậy. Về cái việc khuyến cáo thì hiện nay thì khi mà một bệnh nhân bị hội chứng vành cấp mà đặc biệt là có đặt stent
thì trong cái vòng 12 tháng đó, trong vòng 12 tháng thì người ta sẽ ưu tiên lựa chọn ticagrelor và prasugren hơn là clopidogrel. Chúng ta chỉ sử dụng clopidogrel khi mà chúng ta có chống chỉ định với hai loại kia, hoặc là chúng ta không có hai loại kia thì chúng ta sử dụng. Đó, chúng ta nói cái quan điểm chung như vậy. Trong những năm gần đây, trong 1-2 năm gần đây thì chúng ta thấy rằng việc người ta quan tâm nhiều đến cái vấn đề và là bị làm sao đó để mà chúng ta bảo đừng có để xảy ra những cái biến cố về xuất huyết nhiều hơn. Chúng ta thấy rằng cái việc mà sử dụng cái thời gian của kháng tiểu cầu kép nó bắt đầu nó ngắn lại. Nó ngắn lại. Và thứ hai nữa là cũng có một cái xu hướng gọi là xuống thang. Xuống thang. Có nghĩa ngắn lại có nghĩa là thời gian kháng tiểu cầu kép phối hợp giữa aspirin và ticagrelor hay là với prasugren thì nó ngắn lại bớt. Đáng lẽ là tới 12 tháng thì người ta có thể trong một cái điều kiện nào đó người ta đánh giá để xuống 6 tháng hoặc là xuống 3 tháng. Hoặc là có những người ta thấy nguy cơ xuất huyết cao thì người ta lại xuống thang từ aspirin cộng với ticagrelor, chúng ta sẽ xuống thang không phải ticagrelor mà aspirin cộng với clopidogrel, cái gọi là xuống thang. Có những cái quan điểm như vậy thì cái việc mà chúng ta xem xét cái điều này thì chúng ta phải gọi là như là một cái phiên của ngày hôm qua đó, thì việc đó chúng ta phải cá thể hóa người bệnh là cái điều cực kỳ quan trọng. Chúng ta có thể dùng thang điểm DAF và sau đó cái thang điểm Precise DAF để mà chúng ta quyết định cái thời gian để mà chúng ta sử dụng. Còn về vấn đề mà chúng ta nên sử dụng clopidogrel hay là ticagrelor đó thì nó cũng phụ thuộc vào cái bệnh cảnh của bệnh nhân, là có hội chứng vành cấp, là có đặc sen thì chúng ta sẽ ưu tiên ticagrelor và prasugren hơn. Và cái thời gian chúng ta sẽ điều chỉnh theo cái mức độ gọi là cái risk mà sức huyết của người ta đó, điều chỉnh cái về mặt thời gian. Còn cái vấn đề mà mới lúc đầu mà chúng ta đã đánh giá và chúng ta sử dụng ngay clopidogrel đó thì chỉ trong một số trường hợp rất là đặc biệt. Trường hợp thứ nhất đó là trường hợp mà chúng ta thấy rằng là ticagrelor prasugren bị chống chỉ định bởi không có thuốc, và một cái trường hợp nữa là có sử dụng những cái thuốc kháng đông đường uống, thì lúc đó chúng ta lại ưu tiên sử dụng clopidogrel hơn là hai loại kia. Và sau cái thời gian mà chúng ta thấy rằng là có ở những người nguy cơ xuất huyết cao đó, chúng ta bỏ bớt một loại, chúng ta sử dụng đơn trị liệu thôi đó, thì người ta hay nghĩ đến aspirin hoặc clopidogrel. Nhưng mà ngày nay có những cái công trình nghiên cứu cho chúng ta thấy rằng cái việc mà đơn trị liệu trong vòng 12 tháng sau khi 3 tháng kháng tiêu cầu kép rồi đó, 9 tháng còn lại chúng ta có thể điều trị bằng đơn trị liệu. Chúng ta cũng có những công trình nghiên cứu dùng một mình ticagrelor 9 tháng còn lại, dùng một mình clopidogrel 9 tháng còn lại thì cũng là điều chấp nhận hết. Như vậy thì chúng ta phải cá thể hóa trong vấn đề đánh giá người bệnh của chúng ta, và từ đó chúng ta mới quyết định được là thời gian sử dụng kháng tiểu cầu kép bao nhiêu và cái loại thuốc kháng tiểu cầu nào được chọn lựa để mà chúng ta điều trị. Còn kính thưa các bạn, thì thời lượng dành cho cái bài trình bày về bảo vệ bệnh nhân sau khi mà bị nhồi máu như thế nào đó thì chúng ta thấy rằng là đã được trình bày bởi bác sĩ Đinh Đức Huy, và chúng ta cũng có rất nhiều ý kiến tham luận cũng như là trình bày. Và để tiếp theo thì tôi xin trình bày một cái bài của trong cái phiên này, đó là về vấn đề bảo vệ sớm cho những cái bệnh nhân tim mạch của chúng ta như thế nào. Tôi nghĩ là bài này là một cái bài cũng nhẹ nhàng và tương đối là lý thú đối với chúng ta, dễ áp dụng trong một thực hành lâm sàng. Chúng ta hãy xem một cái diễn tiến của một bệnh lý tim mạch khi mà người ta sinh ra mắc bệnh tim mạch và sau đó sẽ đi đến cái kết cục cuối cuộc đời của mình là như thế nào. Thì chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta sinh ra, chúng ta sinh sống và sau đó bị xơ vữa động mạch, mà xơ vữa động mạch này có thể tác động trên hệ thống động mạch vành của chúng ta, gây ra triệu chứng đau thắt ngực, hội chứng mạch vành mạng, hoặc là sau đó chúng ta diễn tiến vào hội chứng vành cấp, vô nhồi máu cơ tim. Khi mà vô nhồi máu cơ tim vậy nó phá hủy một cái lượng, một khối lượng cơ tim chúng ta, sẽ dẫn đến tình trạng suy tim, rồi suy tim giai đoạn cuối, rồi rối loạn nhịp vân vân, dẫn ra tử vong.
Như vậy cái cuộc đời của chúng ta từ khi sinh ra vậy đó, nó có gắn liền với cuộc đời của hệ thống mạch máu của chúng ta. Mạch máu chúng ta rất trẻ, rồi mạch máu chúng ta già hơn, rồi chúng ta bị xơ vữa. Đến một lúc nào đó thì chúng ta thấy rằng là cái mảng xơ vữa này vỡ ra, làm cho cái mạch máu chúng ta tắc lại, gây ra triệu chứng hội chứng vành cấp, ra ra nhồi máu cơ tim cấp. Diễn tiến một cuộc đời thì chúng ta thấy rằng là có những lúc thì chúng ta thấy rằng rất là vui vẻ khi chưa có biến cố nào xảy ra. Rất trẻ, rất khỏe mạnh và gọi là còn trong những cái thời đi học thì chúng ta vui vẻ như thế nào. Thì khi mà biến cố xảy ra đó, là một cái biến cố như ví dụ như là bắt đầu xảy ra đau thắt ngực rồi, hoặc bị hội chứng vành cấp rồi, thì lúc đó chúng ta mới nhận thức được rằng chúng ta cần phải bảo vệ sức khỏe chúng ta, phòng ngừa những cái biến cố xảy ra, đừng diễn tiến nhồi máu cơ tim nữa, đừng bị suy tim, ngăn ngừa làm sao đó đừng vô suy tim giai đoạn cuối, vân vân. Tất cả những cái điều đó thì chúng ta thấy rằng chúng ta gọi đó là một cái phòng ngừa, gọi là phòng ngừa thứ phát thôi, tại vì đã từng xảy ra rồi. Còn nếu mà chúng ta tác động vào, chúng ta phòng ngừa sớm hơn, đừng để cho cái biến cố tim mạch nó xảy ra, thì chúng ta gọi đó là những cái phòng ngừa tiên phát, phòng ngừa đừng để biến cố tim mạch xảy ra. Về cái quan điểm mà y học của chúng ta thì tôi nghĩ rằng là Tây y cũng như những cái y học cổ truyền trước đây cho chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta điều trị làm sao đó mà để cho bệnh nó đừng đến viếng thăm chúng ta thì người ta gọi đó là thượng y. Còn nếu mà chúng ta thấy rằng nó sắp sửa phát hiện ra rồi, chúng ta tìm cách chúng ta ngăn cản nó đừng có thể hiện ra, thì đó là trung y thôi. Còn nếu mà chúng ta điều trị để bảo vệ một bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp rồi đó, đừng để cho bị lần nữa, chúng ta phải dùng statin làm sao để mảng xơ vữa nó chặt lại, nó không có vỡ nữa, chúng ta phải dùng thuốc kháng tiểu cầu để làm sao đó đừng có xuất huyết, đừng có tắc stent, vân vân, thì đó cũng thuộc loại là cũng y nhưng mà là hạ y rồi. Thì nhắm về cái hướng mà chúng ta tiến về cái phía mà thượng y như vậy đó, thì chúng ta có những cái khuyến cáo trong điều trị phòng ngừa đừng để những biến cố xảy ra. Ví dụ như trong Hiệp hội Tim mạch tim của châu Âu năm 2012 có nguyên một cái bản là về phòng ngừa tiên phát những cái vấn đề mà bệnh lý về tim mạch. Và trong năm 2019 phía bên Hoa Kỳ đó, ACCRA đó ra một cái khuyến cáo về primary prevention, tức là phòng ngừa tiên phát những cái biến cố tim mạch đừng để cho nó xảy ra với chúng ta. Thì khi mà chúng ta xem hết cái guideline này đó thì chúng ta thấy được là có đến 9 cái điểm mà chúng ta lưu ý, chúng ta phải mang theo bên mình để mà chúng ta có thể phòng ngừa tiên phát những cái bệnh lý, những cái biến cố tim mạch xảy ra chúng ta. Cái đầu tiên đó là người ta khuyên rằng với nhân viên y tế của chúng ta phải có tiếp cận cộng đồng theo một kiểu gọi là thành lập những cái đội nhóm, thì chúng ta mới có cái chiến lược hiệu quả để mà chúng ta phòng ngừa được những bệnh lý tim mạch. Cái này nó thuộc về vấn đề tổ chức thực hiện. Trong cái nhóm này có nhiều thành phần tham gia, không phải chỉ có bác sĩ không thôi, mà phải có điều dưỡng và phải có những cái thành phần khác, những cái nhân viên cộng đồng, phòng công tác xã hội, nhân viên cộng đồng, nhân viên truyền thông, thực hiện là tác động vào bên ngoài để mà có thể tác động vào những đối tượng cộng đồng mà chưa có những cái biến cố tim mạch, cần phải thực hiện những cái điều như thế nào để mà có thể là giúp ích được phòng ngừa những biến cố xảy ra. Thì trong những cái điều đó thì có điều thứ hai mà chúng ta nhớ rằng những người trưởng thành như chúng ta từ 40 tuổi cho đến 75 tuổi đó là nên là phải đi qua một cái việc là chúng ta phải đánh giá cái nguy cơ xảy ra cái bệnh lý tim mạch do xơ vữa của chúng ta như thế nào. Ví dụ như chúng ta sẽ có một phần mềm, chúng ta nhập tuổi chúng ta là bao nhiêu, chúng ta phái nào, có đái tháo đường hay không, có tăng huyết áp hay không, uống thuốc lá hay không. Sau đó chúng ta enter một cái thì chúng ta biết rằng cái nguy cơ mà chúng ta ước lượng cái nguy cơ của chúng ta, thí dụ trong trường hợp này là 41,9%. 41,9% này có nghĩa là gì? Trong 10 năm tới đó, anh có cái khả năng mà bị bệnh xơ vữa, thể hiện ra luôn bị bệnh xơ vữa, bị bệnh tim mạch do xơ vữa là bao nhiêu. Như vậy thì người ta khuyến cáo liền phải dùng statin liều cao, phải coi là có thể anh xem xét dùng aspirin hay không, phải ngừng hút thuốc lá vân vân. Nhưng mà chúng tôi muốn nhấn mạnh một điều rằng nếu chúng ta là người đã trưởng thành từ 40 tuổi đến 75 tuổi thì cái việc mà phải đánh giá cái nguy cơ mà bị bệnh tim mạch do xơ vữa này hàng năm và đánh giá là bao nhiêu, và khi đã biết là bao nhiêu như thế này, ví dụ như 41,9%, thì người ta sẽ có những cái lời khuyên để chúng ta phòng ngừa tiên phát cho cái bệnh tim mạch của chúng ta. Cái điều cần nhớ thứ ba đó là tất cả chúng ta là những người lớn trưởng thành như thế này là phải có một cái chế độ ăn
thật là khỏe, gọi là chế độ ăn lành mạnh đó, lành mạnh đối với tim mạch của chúng ta. Ví dụ những món như thế này, tôi nghĩ rằng là trong buổi trưa này, nếu các bạn nào chưa có dùng cơm trưa mà nghe những bài này thì thấy rằng cái món này rất là thích hợp với mình. Thậm chí chiều nay những món này và tối nay có thể có những món này. Mà tôi nghĩ rằng đây là những cái loại thực phẩm mà không phải gọi là healthy diet cho chúng ta. Và chúng ta hãy xem một cái công thức đó, mà công thức này chúng ta thấy toàn là rau không thôi. Nền tảng của cái chế độ ăn này là rau, xong rồi quả, xong rồi hạt, xong rồi cá, và cuối cùng mới đến những cái chất mà chúng ta thấy là thịt, rồi ngọt, những cái đồ được chế biến cho nó hợp với cái khẩu vị của chúng ta. Và đây là cái khuyến cáo trong cái khuyến cáo này. Khuyến cáo này được xếp nhóm 1, có nghĩa là được khuyến cáo, được sử dụng đó. Một cái chế độ ăn lành mạnh dành chúng ta là cần có rau, có trái, có legume, có hạt, vân vân, cá. Thì với cái chế độ ăn như vậy sẽ giúp chúng ta làm giảm được cái nguy cơ bị bệnh tim mạch sơ vữa. Cái lưu ý thứ tư đó là những cái người trưởng thành như chúng ta ở đây thì phải có luyện tập thể lực, physical activity. Thì người ta khuyên rằng nếu mà chúng ta chỉ tập ở mức độ cường độ, mức độ trung bình thì mỗi tuần chúng ta phải tập 150 phút. Và nếu mà chúng ta tập cường độ mạnh thì phải là 75 phút. Đây là những cái hoạt động mà cho chúng ta thấy này chỉ là moderate physical activity thôi. Tức là những cái hoạt động mức độ trung bình thì chúng ta phải có 150 phút mỗi ngày. Nếu mà chúng ta chạy bộ một chút thì cũng gọi là khá hơn một chút. Còn nếu mà chúng ta bắt đầu tập tạ, kéo tạ, đẩy tạ rồi vân vân, mạnh, cường độ mạnh thì chúng ta chỉ cần 75 phút thôi. Và đây là khuyến cáo, nếu mà chúng ta thực hiện được 150 phút mỗi tuần về cái chuyện mà chúng ta hoạt động với cái cường độ trung bình thì chúng ta được vào cái nhóm 1. Nếu chúng ta hoạt động nặng thì phải cần 75 phút. Đó thì chúng ta khuyến cáo nhóm 1, có nghĩa là khuyến cáo chúng ta phải làm, nó mới mang lại lợi ích cho chúng ta. Điều lưu ý thứ năm là tất cả những người mà người lớn đó, khi mà đến khám với bác sĩ đó thì bác sĩ phải hỏi rằng cái chuyện hút thuốc lá và phải khuyên người ta phải bỏ thuốc lá, hướng dẫn người ta cái cách bỏ thuốc lá thì có được xếp vào nhóm 1 là chúng ta phải làm cho những người bệnh của chúng ta. Nếu người bệnh có hypertension, có tăng huyết áp thì chúng ta phải hướng dẫn, chúng ta phải có một cái chế độ ăn uống, luyện tập cho người bệnh tăng huyết áp. Chúng ta phải giảm cân, phải có chế độ ăn tốt, phải giảm muối, tăng thêm cung cấp kali cho người bệnh vân vân, không được sử dụng rượu bia nhiều. Và cái mức độ huyết áp, nếu mà chúng ta thấy là cái nguy cơ mà bị bệnh tim mạch do sơ vữa trong vòng 10 năm tới của bệnh nhân cỡ 10% hoặc là hơn nữa thì chúng ta nên đưa cái huyết áp về dưới 130/80 mmHg, thì đó có điều khuyên. Nếu bệnh nhân đang có yếu tố nguy cơ là đái tháo đường thì chúng ta thấy đầu tiên là phải áp dụng chế độ ăn tốt cho người bệnh, trong đó giảm cái lượng mà glucid chúng ta đưa vào cơ thể, chủ yếu là rau, là quả, là hạt, cho người cá, cho người bệnh chúng ta. Phải luyện tập thể lực, phải dùng thuốc, thì trong đó chúng ta thấy trong những năm 2019-2020 đưa lên hàng đầu luôn, gọi là phòng ngừa tiên phát, đó là metformin và những thuốc ức chế SGLT2. Như là trong cái khuyến cáo này thì thấy rằng ở những cái người này thì chúng ta phải có chế độ ăn lành mạnh, phải có hoạt động thể lực, phải có đánh giá yếu tố tổng cái nguy cơ của người ta bị bệnh mắc bệnh tim mạch trong vòng những năm sắp tới, và chúng ta phải có dùng thuốc cho người bệnh, đó là thuốc mà chúng ta có thể metformin hay là SGLT2 ức chế inhibitor cho những người bệnh đó. Điểm thứ 8 là việc vấn đề aspirin này thì bây giờ người ta thấy là nó thiếu chứng cứ. Trước đây thì chúng ta dùng rất là phổ biến để mà phòng ngừa những cái biến cố tim mạch như là đột quỵ hay là nhồi máu cơ tim. Ngày nay thì người ta thấy rằng thiếu những cái bằng chứng để cho thấy là việc lợi ích mà nó lại có sẽ xảy ra những cái biến cố như là chảy máu cho người bệnh chúng ta. Thì từ được sử dụng rất nhiều, bây giờ trong cái phòng ngừa tiên phát nó sẽ được đưa xuống mức 2B thôi. Có nghĩa là maybe consider, tức là chúng ta có thể xem xét để sử dụng những cái người này, nếu mà chúng ta chứng minh rằng người ta có nguy cơ mà bị bệnh tim mạch do sơ vữa này cao, hoặc là chúng ta phát hiện ra những được mảng sơ vữa, làm siêu âm động mạch cảnh với những mảng sơ vữa rõ, làm siêu âm động mạch chi, hoặc là chụp MSCT thấy có những mảng sơ vữa động mạch vành dù có chưa có biến cố gì xảy ra, thì chúng ta có thể xem xét sử dụng aspirin liều thấp cho những người đó. Còn cái việc mà chúng ta sử dụng routine, tức là thấy người ta lớn tuổi có tăng huyết áp mà chúng ta sử dụng aspirin luôn thì cái điều đó không được khuyên nữa.
Và cái điều thứ 9 là điều cuối cùng, đó là chúng ta nên sử dụng statin cho những người này như là một cái first line treatment, tức là cái điều trị mà coi như là đầu tay của chúng ta đó, ở những cái đối tượng mà có mức LDL cholesterol cao quá, ở những người đái tháo đường từ 40 cho tới 75 tuổi, ở những người mà nó có đủ cái yếu tố nguy cơ mà xảy ra những cái bệnh tim mạch do xơ vữa trong thời gian sắp tới. Và đây là khuyến cáo để thể hiện những cái điều này, cho chúng ta thấy là sử dụng statin sẽ tốt. Như vậy statin này là statin mà chúng ta sử dụng trong phòng ngừa tiên phát. Thì xem lại những cái công trình nghiên cứu mà sử dụng statin trong phòng ngừa tiên phát thì chúng ta thấy không nhiều. Cái khúc mà màu đỏ, màu vàng mà chúng tôi đưa trong cái khung màu đỏ này là những công trình nghiên cứu như là 4S lipid hay là HPS, CNT vân vân. Tất cả cái này là được sử dụng cho những bệnh nhân mà từng bị CAD, CAD, MI vân vân. Là có bệnh nhân đã có biến cố xảy ra rồi. Còn cái khúc ở dưới này là xảy ra ở những người mà chúng ta thấy rằng chỉ có mới có yếu tố nguy cơ, chưa có CAD, chưa có CSD, có nghĩa là chưa có bệnh tim mạch. Thì nếu mà chúng ta những công trình này được gọi là những công trình phòng ngừa tiên phát, còn khúc trên là những công trình phòng ngừa sử dụng statin trong phòng ngừa thứ phát. Thì trong công trình mà phòng sử dụng cái nghiên cứu mà sử dụng statin để phòng ngừa những cái biến cố tim mạch đó, thì nếu mà chúng ta thực hiện trên những bệnh người mà đã từng bị nhồi máu cơ tim, từng bị đột quỵ, từng bị bệnh ngoại biên vân vân, thì chúng ta thực hiện trên những cái người mà có cái nguy cơ xảy ra những biến cố cao. Còn nếu mà chúng ta sử dụng mà trên những người chỉ có yếu tố nguy cơ như đái tháo đường, tăng huyết áp hay là có những cái chuyện khác thôi, thì chúng ta gọi là thực hiện trên những người mà có nguy cơ xảy ra các biến cố trung bình. Còn nếu chúng ta thực hiện trên những công trình nghiên cứu mà những người này mới có một yếu tố nguy cơ hoặc chưa có yếu tố nguy cơ luôn, thì đó là chúng ta thực hiện để mà trên những cái người mà gọi là nguy cơ thấp. Thì trong hôm nay chúng ta tập trung vào chuyện mà phòng ngừa tiên phát, có nghĩa là chưa có những cái biến cố, chưa có xuất hiện bệnh gì hết, thì chúng ta sẽ xem coi những loại statin nào, những công trình nghiên cứu nào giúp cho chúng ta có thể giải quyết được vấn đề. Một công trình nghiên cứu được công bố ACC 2016 vào cuối tháng 3 đầu tháng 4 đó, thì chúng ta thấy có một công trình nghiên cứu được gọi là công trình nghiên cứu HOPE 3. Thì trên công trình nghiên cứu này chúng ta thấy rằng người ta thực hiện trên 12.705 người ở có nguy cơ trung bình thôi, chưa có biến cố tim mạch, và người ta sẽ sử dụng thuốc điều trị trong đó là rosuvastatin 10mg hoặc là placebo. Và đây là những cái tiêu chí mà chúng ta nhận bệnh vào: nam hoặc nữ trên 55-65 tuổi, chỉ có một yếu tố nguy cơ, tiền căn gia đình có bệnh mạch vành hay là bệnh tim mạch sơ vữa sớm, có hút thuốc lá, tăng huyết áp, rối loạn chuyển hóa đường, tỷ lệ bụng hông là cao, HDL là thấp, có rối loạn chức năng thận vân vân. Đó là những cái yếu tố nguy cơ thôi, chứ chưa từng bị những cái bệnh lý tim mạch. Và trong cái này người ta nhận vào không bao gồm chỉ số lipid là bao nhiêu hết. Thấp cũng nhận vào mà cao cũng nhận vào, không theo dõi định kỳ luôn, không chỉnh liều rosuvastatin luôn, có nghĩa là chỉ xài 10mg suốt. Thì tôi nghĩ công trình nghiên cứu này thực hiện cũng đơn giản, mà tôi nghĩ rằng nó cũng dễ áp dụng với chúng ta. Chỉ có cần một trong những yếu tố nguy cơ này thôi, chúng ta sử dụng liều đó, không cần thay đổi. Đây là những cái tiêu chí đánh giá xem tử vong do tim mạch, nhồi máu cơ tim, đột quỵ là bao nhiêu giữa cái nhóm sử dụng rosu và không sử dụng rosu 10mg, tỷ lệ đột quỵ là bao nhiêu, nhồi máu cơ tim, tái thông mạch vành là bao nhiêu. Thì trong cái này chúng ta thấy đối với cái tiêu chí mà tử vong, đột quỵ, nhồi máu cơ tim á, thì rosuvastatin cái đường màu đỏ dưới đó, chúng ta thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê P bằng 0.001 so với sử dụng giả dược. Đột quỵ cũng tương tự, chúng ta thấy cũng có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, rosuvastatin làm giảm được cái nguy cơ xảy ra đột quỵ là 30%. Đối riêng với nhồi máu cơ tim cũng vậy, giảm được 35% một cách có ý nghĩa thống kê so với sử dụng giả dược. Tái thông mạch vành cũng giảm được 37% một cách có ý nghĩa thống kê so với việc chúng ta chỉ sử dụng, chỉ không sử dụng rosuvastatin mà chỉ sử dụng placebo. Kết quả của công trình nghiên cứu Jupiter thực hiện năm được công bố năm 2008, thì người ta thấy là thực hiện trên những người bệnh nhân mà chúng ta thấy LDL trung bình thấp thôi, 108mg trên decilit thôi, tuổi nam trên 50, nữ 60, không có một cái tiền sử biến cố tim mạch nào hết, không có một yếu tố nguy cơ tim mạch nào hết, triglycerid cũng thấp luôn, chỉ có một yếu tố là HSCRP là từ 2mg trên lít trở lên thôi. Như vậy đây là được đánh giá là một bệnh nhân nguy cơ thấp xảy ra các biến cố tim mạch.
những người bệnh này khá nhiều, tới 17.802 bệnh nhân, được chia làm hai nhóm, một nhóm sử dụng rosuvastatin 20mg, một nhóm sử dụng da dược. Và tiêu chí đánh giá của chúng ta là đó là tử vong, nhồi máu cơ tim, đột quỵ, tái thông mạch vành. Tiêu chí chính mà chúng ta gộp hết cái đó thì chúng ta thấy rằng nó sau mà 5 năm theo dõi, chúng ta thấy là nó giảm được tới 44% nguy cơ xảy ra các biến cố mà trong cái tiêu chí chính chúng ta một cách có ý nghĩa thống kê. Rất nhiều con số không ở sau cái dấu chấm như thế này. Xét với những cái tiêu chí khác như nhồi máu cơ tim, đột quỵ, tái thông mạch vành, đau thất ngực ổn định và ngay cả tiêu chí là tử vong luôn thì chúng ta thấy rằng cũng có giảm rất nhiều, 54%, 48% nguy cơ, 46% nguy cơ, 40% nguy cơ, 20% nguy cơ tử vong một cách rất có ý nghĩa thống kê. Chúng ta xét đến một cái tiêu chí mà tôi nghĩ là rất là lý thú khi người ta phân tích điều này. Trong cái công trình nghiên cứu Jupiter này, ta thấy theo dõi sau 5 năm có ý nghĩa thống kê. Theo dõi theo 3 năm cũng thấy có ý nghĩa thống kê. Theo dõi trên 2,5 năm cũng thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa giả dược và rosuvastatin. Theo dõi 2 năm cũng thấy khác biệt có ý nghĩa thống kê. Phân tích kết quả lúc mà công trình nghiên cứu được 18 tháng cũng thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa hai bên xảy ra các biến cố. Phân tích 12 tháng cũng thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Và phân tích mới 6 tháng thôi cũng đã thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê rồi. Có nghĩa là gì? Chúng ta bắt đầu sử dụng rosuvastatin mới 20mg mới có 6 tháng thôi là đã có sự khác biệt giữa cái nhóm sử dụng và nhóm không sử dụng rồi. Vậy chúng ta thấy rằng nó tác dụng nhanh nhất trong tất cả cõi sao tin. Chúng ta nhớ lại semvastatin phối hợp với ezetimibe trong công trình nghiên cứu EMPROVE-IT chờ tới 7 năm mới thấy được sự khác biệt giữa hai nhóm, thì này mới có 6 tháng thôi mà đã có sự khác biệt rồi. Thì đây là một loại statin tác dụng rất nhanh, nhanh nhất trong tất cả loại statin. Nhớ lại ACC 2013, người ta đưa ra khái niệm là high intensity, low intensity, là moderate intensity statin. Cái loại statin mà cường độ mạnh, cường độ trung bình, cường độ thấp ấy, thì trong cái nhóm mà được xếp vào high intensity statin therapy đó, chúng ta có hai loại là atorvastatin và rosuvastatin. Với cái liều nha, nếu mà 10mg của rosuvastatin thì chưa được xếp vào này, là 20mg rosuvastatin, trong đó 40 đến 80mg atorvastatin mới được gọi là high intensity statin. Như vậy, Zozu cũng là thuộc cái loại gọi là có intensity mà là loại cao nhất so với những loại statin khác, ví dụ như rosuvastatin, semvastatin và vân vân. Chúng ta lại xem một cái phân tích nữa. Trong cái phòng ngừa tiên phát này, chúng ta có khoảng 5 công trình nghiên cứu như thế này. Trong đó có công trình nghiên cứu Jupiter chúng tôi vừa trình bày, và công trình nghiên cứu HOPPA, ASCOT mà cái nhánh về lipid, watch curve vân vân. Thì chúng ta thấy một cái điều là gì? Về cái số lượng người bệnh nhân tham dự đó, những cái loại varoxatin, lovastatin, atorvastatin cỡ 10.000 trở lại thôi. Trong khi đó, Zuzu cộng với HOPPA chúng ta thấy 30.500 người tham gia trong những công trình nghiên cứu này. Chúng ta xét thêm một yếu tố nữa là trong những công trình nghiên cứu đó, nó giảm được những cái biến cố 31, 36, 37%. Thì trong công trình nghiên cứu Jupiter và HOPPA này giảm được 37, 44%. Vậy chúng ta có kết luận gì? Trong cái sử dụng mà rosuvastatin đó thì cái số lượng người bệnh mà tham gia vào các chương trình nghiên cứu về phòng ngừa tiên phát đó là có cái số lượng nhiều nhất. Và chúng ta cũng thấy rằng đây là cái loại thuốc tác dụng hiệu quả nhất trong cái việc mà phòng ngừa tiên phát cho người bệnh khi mà chúng ta sử dụng statin. Như vậy tóm lại, rosuvastatin là gì? Là một cái có cái cường độ tác dụng là mạnh nhất, highest intensity. Chúng ta thấy là cái số lượng bệnh nhân cũng tham gia những công trình nghiên cứu về cái primary prevention này cũng nhiều nhất, và tác dụng cũng mạnh mẽ nhất, cũng như là tác dụng rất là nhanh chóng nhất. Thì đây là một loại statin mà tôi nghĩ rằng trong phòng ngừa tiên phát, trong phòng ngừa thứ phát thì có thể có những cái công trình nghiên cứu khác, nhưng mà trong phòng ngừa tiên phát thì có vẻ rosuvastatin là người tiên phong trong cái chuyện này. Và tôi nghĩ là cái công ty này rất là khôn ngoan, tại vì phòng ngừa thứ phát là số lượng người bị cũng ít đi, trong khi phòng ngừa tiên phát thì số lượng người rất nhiều. Chúng ta tác động vào cái đối tượng mà phòng ngừa tiên phát này là tác động rất tốt. Đây là thường thường vào tháng 5 chúng ta có giải Monte Carlo và Monte Carlo Tennis và giải Roland Garros. Thì bây giờ các bạn đang theo dõi TV sẽ có giải Roland Garros, và trong đó thì Nadal đã vượt qua vòng 3 và bước qua vòng 4 rồi, đúng không? Vòng 4 thì và tại sao tôi lại lấy hình ảnh này? Nadal là 12 Grand Slam mà 18 rồi 12 mà trên cái sân đất nện thôi. Tôi thấy cái hình ảnh này là tại vì tôi thấy cái loại thuốc mà rosuvastatin mình có màu nó cũng giống màu đất nện ấy, mà trong cái dịp hôm nay, trong cái mùa mà Roland Garros thì tôi cũng nói vậy. Nadal là the king of clay court, tức là
vua của sân đất nện, thì tôi nghĩ rằng trong cái phòng ngừa tiên phát thì Satin thì Josaphat Satin là cái vị vua trong những cái dòng dõi Satin. Để tôi đi đến kết luận như thế này. Chúng ta được sinh ra nhỏ còn đi học như vậy, chúng ta mong muốn là cuộc đời của chúng ta sẽ tiến triển, sẽ tốt liên tục và trên một cái chiều hướng đi ngang, chứ không phải là như xoay đầu chạy xuống cho đến lúc mà chúng ta về già tóc bạc trắng này vẫn vui vẻ, vẫn với gia đình của chúng ta, với bạn bè của chúng ta. Đó là điều chúng ta mong muốn. Và chúng tôi cũng mong muốn rằng cái mạch máu của chúng ta luôn luôn là trơn láng như thế này, chứ không có những mảng xơ vữa và nứt vỡ mảng xơ vữa. Thì làm sao chúng ta có thể làm được điều đó? Thì tôi nghĩ rằng chỉ có một cách thôi, là chúng ta phải phòng ngừa tiên phát với chính cái điểm mà trong cái khuyến cáo mà chúng ta vừa được chia sẻ vừa rồi, đặc biệt là trong vấn đề sử dụng statin, rosuvastatin, để mà chúng ta có thể làm mạch máu của chúng ta tốt hơn, không bị xơ vữa, không bị các biến cố tim mạch. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe phần trình bày của chúng tôi. Dạ. Xin cảm ơn giáo sư Trung Quang Bình đã có một cái bài báo cáo rất là lý thú cho chúng ta những cái ý tưởng, những cái phương cách như thế nào để mà chúng ta tránh khỏi những cái biến cố tim mạch. Bởi vì nếu mà đã biến cố tim mạch đã xảy ra rồi mà chúng ta có điều trị tốt, thì giống như là cái slide của bác sĩ Bình, giáo sư Bình đã trình bày, chúng ta cũng bị xếp vào nhóm ngã y. Còn chúng ta điều trị ngay từ đầu, chúng ta dùng statin liều cao, chúng ta phòng ngừa biến cố tim mạch, thì theo y học cổ truyền chúng ta sẽ được xếp vào cái nhóm thượng y. Bây giờ thì chúng tôi xin chuyển qua cái phần đặt câu hỏi. Bệnh nhân nhồi máu cơ tim nguy cơ xuất huyết cao thì nên sử dụng clopidogrel aspirin hay ticagrelor aspirin, lựa chọn nào là tối ưu? Bệnh nhân nhồi máu cơ tim có loét dạ dày tá tràng có được xét là nguy cơ xuất huyết cao hay không? Chúng tôi xin ý kiến trước của giáo sư Trung Quang Bình về trường hợp này. Thưa bác sĩ Tú, là một bệnh nhân nhồi máu cơ tim có nguy cơ xuất huyết cao thì nên sử dụng nhồi máu cơ tim này. Chúng ta có và trải qua can thiệp mạch vành, có bệnh nhân bị hội chứng vành cấp mà chúng ta sẽ tiến hành can thiệp động mạch vành cho người bệnh. Như vậy là một bệnh nhân hội chứng vành cấp có đặt stent, thì khi mà tiến hành can thiệp thường thường là chúng ta sẽ đặt stent. Thì theo đúng khuyến cáo thì chúng ta nên sử dụng ticagrelor cộng với aspirin là cái khuyến cáo kháng tiểu cầu kép mà sử dụng cho bệnh nhân, nếu chúng ta không xếp tới những cái chuyện khác nữa. Thì vấn đề ở đây là chúng ta sử dụng kháng tiểu cầu kép này là bao nhiêu. Vừa rồi thì chúng ta có khuyến cáo năm 2020 về hội chứng bệnh cấp không có AC trên lên. Chắc là bác sĩ Huy cũng ấy. Thì người ta nói là cái chuyện mà nguy cơ xuất huyết cao đó thì người ta vẫn sử dụng ticagrelor cộng aspirin, nhưng mà thời gian chúng ta có thể ngắn lại. Thời gian ngắn lại này có thể là chúng ta sẽ sử dụng dao động từ một tuần tới một tháng thôi. Nếu mà nguy cơ xuất huyết rất cao thì có thể sử dụng kháng tiểu cầu kép này một tuần thôi. Nếu không thì chúng ta có thể sử dụng một tháng. Vậy thì trong trường hợp này, nếu chúng ta có ticagrelor thì chúng ta cũng tuân theo khuyến cáo, chúng ta sử dụng ticagrelor aspirin và cái thời gian chúng ta rút ngắn lại. Sau đó thì chúng ta mới có thể xem xét tới cái chuyện clopidogrel hay không. Bác sĩ Huy có ý kiến gì? Trong cái câu hỏi này thì bác sĩ Tú có hỏi thêm cái ý là bệnh nhân có nhồi máu cơ tim mà có loét dạ dày tá tràng thì có được xét là nguy cơ xuất huyết cao hay không. Thì nếu mà các bạn có xem các bạn cái bảng mà xếp loại mà chảy máu của cái ARC á, thì các bạn thấy là cái loét dạ dày tá tràng thì người ta thấy là nếu mà nó đang chảy máu nặng á, nó xuất huyết nặng á, thì người ta nó làm giảm cái hemoglobin luôn, người ta dùng cái tiêu chuẩn hemoglobin thì người ta có thể vẫn xếp cho bệnh nhân ở cái nguy cơ xuất huyết cao. Trong cái ý này thì cũng xin lưu ý thêm là cái biến cố, cái chuyện mà chúng ta kéo dài cái thời gian mà kháng cái tập tiểu cầu kép, thì các anh chị các bạn nhớ là trong cái nghiên cứu Pegasus TIMI 54 hay là cái nghiên cứu DAP, thì một trong những cái tiêu chuẩn mà bắt buộc là trong vòng cái thời gian 12 tháng đầu tiên bệnh nhân phải không có cái biến cố xuất huyết. Thành ra là nếu bệnh nhân mà có loét dạ dày tá tràng có xuất huyết rồi, nghĩa là bệnh nhân đã có biến cố xuất huyết nặng trong cái thời gian mà điều trị tiêu chuẩn đó, thì chúng ta sẽ không có cái chuyện mà kéo dài cái thời gian kháng cái tập tiểu cầu kép cho bệnh nhân nữa.
Xin cho câu 2 của câu số 2 là sen trần, tức là ý chắc các bạn muốn hỏi cho cái sen phủ sen kim loại thông thường ở bare metal sen và sen phủ thuốc có quyết định thời gian dùng thuốc kháng đông và kháng tiểu cầu hay không. Chúng tôi xin trả lời là cái thời gian mà sử dụng kháng cái tập tiểu cầu kép mà đối với cái sen trần và cái sen phủ thuốc thì nó rất khác nhau. Tức là người ta thấy là đa phần thì chúng ta chỉ cần một tháng kháng cái tập tiểu cầu kép đối với cái sen mà sen trần thôi, tức là sen bằng kim loại. Còn cái sen phủ thuốc thì cho tới hiện tại các cái khuyến cáo chung là đối với hội chứng vành mạng thì chúng ta sử dụng 6 tháng kháng cái tập tiểu cầu kép và 12 tháng đối với cái bệnh nhân hội chứng vành mạng cấp. Nếu mà bạn có theo dõi các cái dòng tin thời sự trong cái lĩnh vực tim mạch học can thiệp thì các anh chị thấy là đối với một cái sen sen mà trần mà nó phủ polyzin, cái tên thương mại của nó là Cobra đấy, thì thậm chí hiện tại người ta thấy là chỉ cần sử dụng có 14 ngày kháng cái tập tiểu cầu kép thì nó cũng đủ. Tuy nhiên thì giống như các ý đã trình bày của các thầy đã trình bày từ hôm qua đến giờ, nếu mà các bạn có theo dõi liên tục thì rõ ràng là cái thời gian mà quyết định để chúng ta sử dụng cái kháng đông kháng cái tập tiểu cầu thì nó hoàn toàn phải là cá thể hóa. Bởi vì con số 6 tháng, 12 tháng là con số chung đưa ra khuyến cáo từ các cái hội chuyên khoa thôi. Còn ở từng bệnh nhân cụ thể, chúng ta sẽ quyết định coi là thời gian chúng ta sử dụng là như thế nào. Câu hỏi tiếp theo của bác sĩ Hùng có hỏi là nghiên cứu Concord và Lodoco 2 sử dụng colchicine liều thấp 0.5mg một ngày trong hội chứng vành cấp và mạng có được hay không? Chúng tôi xin nhờ giáo sư Trung Công Bình trả lời. Chúng tôi xin có ý kiến đầu tiên là trong cái nghiên cứu các quý đồng nghiệp cũng hiểu là tại sao người ta sử dụng cái colchicine vào cái hội chứng vành cấp. Bởi vì colchicine thì nó là một cái thuốc thuộc nhóm kháng viêm, mà cái hiện tượng viêm thì đã được đề cập từ rất lâu trong các cái hội chứng vành cấp nhồi máu cơ tim. Thì người ta hy vọng là với cái liều thấp của colchicine bản thân nó là ban đầu là cái thuốc mà hay chúng ta hay sử dụng trong cái bệnh gút á, thì chúng ta thấy là có lợi hay không trong một hội chứng vành cấp. Thì nghiên cứu Concord và Locodo thì có vẻ cái công bố gần đây thì cho thấy là chúng ta thêm vào 0.5mg một ngày, tức là liều rất là thấp so với placebo, thì nó cải thiện các cái biến cố tim mạch của bệnh nhân. Tuy nhiên các anh chị lưu ý là cái biến cố các tác dụng phụ thì nó cũng không phải là ít. Ví dụ như trong Concord thì cái biến cố mà tiêu chảy thì nó xảy ra cũng tương đối nhiều ở cả các hai cái nhánh là sử dụng colchicine. Các cái biến cố bất lợi là cái biến cố mà chúng ta phải lưu ý khi mà quyết định thêm vào một cái điều trị. Thì có lẽ là chúng ta sẽ cần thêm những cái dữ kiện lâm sàng nữa để chúng ta quyết định có sử dụng colchicine liều thấp hay không trong cái thực hành hàng ngày đối với bệnh nhân bệnh mạch vành mạng hoặc là cấp. Một hai những cái nghiên cứu ban đầu người ta ghi nhận những biến cố có lợi, nhưng mà chúng ta vẫn phải chờ thêm. Chứ còn hiện tại thì các cái khuyến cáo thì chúng ta vẫn chưa có cái khuyến cáo sử dụng colchicine trong cái bệnh mạch vành sử dụng thường quy. Tôi cũng đồng ý với bác sĩ Huy đó. Về vấn đề chúng ta sử dụng colchicine liều thấp á, thì chúng ta thấy rằng có hai công trình nghiên cứu cho chúng ta thấy rằng nó có lợi, và thật sự thì chúng ta phải cần cái công trình nghiên cứu lớn hơn nữa để mà chúng ta thấy nó lợi ích thật sự như thế nào. Trong cái colchicine thì tôi chỉ nhớ lại là trong khi mà một người bệnh bị viêm màng ngoài tim đó, thì chúng ta cũng có thể sử dụng colchicine này để điều trị viêm màng ngoài tim trong bệnh cảnh nào hội chứng vành cấp, đặc biệt là có SC trên lên, có viêm màng ngoài tim. Nếu mà chúng ta không sử dụng mấy thứ khác thì chúng ta có thể sử dụng colchicine được. Chứ còn cái này thì có hai công trình nghiên cứu Concord và Lodoco 2 thì chúng ta thấy là đã có hiệu quả đó. Chúng ta mong chờ là sẽ có thêm để mà chúng ta có thể đưa vào thực hành lâm sàng, đặc biệt là chúng ta phải chờ coi có khuyến cáo hay không trong vấn đề này. Huy có gì về phòng ngừa tiên phát không? Dạ, thì bây giờ mặc dù là chúng ta có thể thảo luận đến 13:30 và thấy là các bạn không còn một cái câu hỏi nào nữa, thì chúng tôi xin tổng kết cái phiên buổi trưa này của chúng ta.
chúng ta thấy rằng bệnh nhân của chúng ta dù cho đã có biến cố hay là chưa có biến cố tim mạch gì hết thì cũng cần phải được bảo vệ một cách tích cực. Từ lúc người ta chỉ là có những cái yếu tố nguy cơ tim mạch thôi, thậm chí là lúc mà chưa có thì chúng ta đã làm cho nó đừng có những cái yếu tố nguy cơ tim mạch nữa, làm sao để đừng bị quá cân, đừng bị rối loạn mỡ trong máu, để đừng không có bị tăng huyết áp rồi vân vân. Nếu mà đã bị những cái đó thì chúng ta phải tích cực xử lý những cái yếu tố nguy cơ đó, làm sao để mà chúng ta đừng có để bị bệnh động mạch, bị bệnh tim mạch do sơ vữa nó thể hiện ra bằng cách là chúng ta bị đau thắt ngực, bị đau cách hồi, bị cơn thoáng thiếu máu não, bị đột quỵ, bị nhồi máu cơ tim vân vân. Chúng ta không có để bị ra những cái biến cố đó thì là điều tốt nhất. Còn khi nào mà đã biến cố đó thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ có những cái biện pháp chúng ta điều trị. Như vậy thì trong cái việc mà chúng ta xử trí đó thì tôi nghĩ cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải nhận định ra những yếu tố nguy cơ tim mạch trên người của chúng ta, trên người bệnh nhân chúng ta, trong cộng đồng chúng ta. Từ đó chúng ta phải giải quyết rốt ráo, tích cực những cái yếu tố nguy cơ tim mạch đó thì chúng ta mới phòng ngừa được những cái biến cố tim mạch. Đó là cũng chính là những cái điểm chủ yếu trong cái những cái khuyến cáo gần đây với đầy đủ bằng chứng để mà chúng ta có thể làm được điều đó tốt. Và khi mà đã có xảy ra biến cố rồi thì bắt đầu là sẽ đến những nhà lâm sàng thực hiện chúng ta điều trị trong môi trường bệnh viện của chúng ta. Thì ngoài cái chuyện mà xử lý, tôi nghĩ cái điều quan trọng ngoài cái chuyện xử lý những biến cố đã xảy ra, ví dụ chúng ta điều trị nhồi máu cơ tim, chúng ta can thiệp mạch vành, chúng ta đặt stent động mạch vành, chúng ta điều trị suy tim vân vân, thì tất cả những cái yếu tố nguy cơ mà còn tồn lưu trên người đó chúng ta chưa giải quyết thì chúng ta phải giải quyết nữa, để mà làm sao đó cái chuyện mà xảy ra cái biến cố đó chỉ là biến cố cuối cùng của người bệnh thôi. Chứ còn mà để nếu chúng ta không giải quyết những yếu tố nguy cơ thì sau đó thì sẽ có những biến cố khác xảy ra. Có thể là cũng là trên tim nhưng mà biết đâu lại là ở trên não hay là một vị trí khác trong cơ thể chúng ta. Thì đó là cái cách mà chúng ta suy nghĩ, cách chúng ta làm việc, làm sao để bảo vệ được người bệnh nhân chúng ta từ lúc chưa có những yếu tố nguy cơ cho đến lúc có yếu tố nguy cơ, cho đến lúc có biến cố, thì chúng ta phải bảo vệ bệnh nhân suốt một cái chặng đường dài như vậy. Thì đó thì chúng ta mới làm xong cái trách nhiệm của người thầy thuốc của chúng ta. Chúng tôi xin cảm ơn bác sĩ Đinh Đức Huy đã đóng góp một bài rất là quan trọng về vấn đề phòng ngừa khi mà đã có một biến cố nhồi máu cơ tim xảy ra thì thế nào. Cũng xin cảm ơn tất cả ban tổ chức cũng như là công ty AstraZeneca đã hỗ trợ để chúng tôi có cái phiên buổi trưa hôm nay. Cảm ơn hơn 300 bạn đã theo dõi trong cái chương trình buổi trưa hôm nay của chúng tôi. Tôi nghĩ rằng là các bạn cũng sẽ đồng hành với chúng tôi trong cái vấn đề bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho những cái bệnh nhân của chúng ta. Xin cảm ơn các bạn.